chương 421, không có gì đáng kể. Những người xung quanh lại choáng váng. Hai chị em nhà họ Hoàng đã ra mặt nói chuyện thay Lê Văn Vân, bây giờ trông dáng vẻ của Quách Tiểu Manh thì có vẻ khá quen thuộc với Lê Văn Vân. Người ngồi trong góc trước này có vẻ rất khác thường, bao gồm cả Vương Giai Kỳ bên cạnh. Tuy nhiên trong lòng Vương Giai Kỳ có thể đoán được một số điều gì đó, dù sao thì cô ấy cũng biết Lê Văn Vân là người gác đêm. Còn hai người tôn hạo và tiền kiệt giờ đây đã chết lặng. Má nó, tình huống gì thế này? Lúc này, cả hai chỉ có một suy nghĩ. Rõ ràng anh chỉ là một nhân viên của tập đoàn Trí Đạt, làm sao có thể quen biết nhiều xếp lớn như vậy? Trên người tiền kiệt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. Anh ta biết, lần này chỉ e thật sự và phải tấm sắt rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Bên cạnh, ba người Vương Hàn Lâm cũng mang vẻ mặt hoang mang. Vương Hàn Lâm hỏi, Quách Vĩ Thịnh, tình huống gì vậy? mẹ nó đây là em rể cậu sao tôi biết cái quỷ gì đâu trước đó hoàng gia ra nói với chúng ta về lê văn vân một lần nói là muốn giới thiệu cho chúng ta quen biết ngoài ra tôi hoàn toàn không biết gì cả những người đàn ông có quen em gái tôi tôi đều biết cả nhưng không có người này quách vĩ thịnh trông có vẻ ngỡ ngàng lúc này quách khải thụy bước vào trong sảnh tiệc đi qua nơi nào cũng có không ít người chào hỏi ông ta chú quách ông ta lớn hơn những người trẻ này một thế hệ ông ta đi chậm rãi qua đám đông cho đến khi đến chỗ tôn hảo và tiền kiệt tôn hảo hơi co rụt cổ lại sau đó cúi đầu nói chào chủ quách tiền kiệt cũng vội vàng chào quách khải thủy lạnh lùng liếc nhìn hai người họ sau đó giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ông ta đi một mạch đến trước mặt lê văn vân sau đó cúi đầu thật sâu chào lê văn vân và nói lê văn vân đã lâu không gặp sss giữa đám đông có người hít vào một hơi lạnh quách khải thủy Quách Khải thủy của tập đoàn Phong Vân, người này là một trong những ông chủ hàng đầu thực sự ở Yên Kinh. Nhà họ Quách cũng là gia tộc hàng đầu ở Yên Kinh và thậm chí là cả nước. Bây giờ, người này vừa cúi đầu trước Lê Văn Vân. Mọi người đều có thể thấy được ông ta cúi đầu rất thành khẩn, hơn nữa trên mặt còn mang theo vẻ kính nể. Trong chớp mắt này, ngoại trừ một số ít người, hầu như tất cả mọi người ở đây đều đã có phần không hiểu tình hình rồi. Má nó Vương Hàn Lâm bên cạnh nói, "Bố cậu vậy mà lại cúi đầu với anh ta ư? Để cho anh ta gia nhập bốn cậu chủ yên kinh, về sau tôi có đi ra ngoài thì cũng đủ lên mặt rồi." Nói xong, anh ta nói với Tôn Lượng, "Chỉ là anh cậu đó, chỉ sợ phải gặp đả kích nặng nề rồi." Tôn Lượng nhún vai, bày ra dáng vẻ không có gì đáng kể. Tôn Hạo và anh ta không phải anh em ruột, Tôn Lượng là con của chi một, còn Tôn Hạo là con của chú anh ta. Tôn Lượng không có ý nghĩ tranh giành quyền thừa kế. Anh ta và mấy người hoàng gia ra là nghiêu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, đều cảm thấy không cần thiết phải tranh giành. Chương 422, chị, em nói đùa mà. Chuyện anh cứu Quách Khải Thủy có lẽ là chuyện 5 năm trước, nhưng 2 năm sau đó, anh cũng đến Yên Kinh để thực hiện nhiệm vụ. Có những khi chấp hành nhiệm vụ, anh cũng sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của ông trùm địa phương của Yên Kinh, cho nên thỉnh thoảng cũng có một ít liên hệ. Quách Khải Thụy vội vàng gật đầu nói, bởi vì sơ suất của tôi, để cho một số người không có mắt mạo phạm đến cậu. Tôi sẽ xử lý ngay bây giờ. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía hai người Tôn Hạo và Tiền Kiệt. Thân thể hai người không khỏi hơi run lên, đặc biệt là Tiền Kiệt, khuôn mặt còn khó coi hơn cả khóc. Tôn Hạo thì thôi bỏ đi, nhà họ Tôn cũng thuộc nhóm cấp cao nhất ở Yên Kinh. Quách Khải Thụy muốn làm gì với Tôn Hạo thì ước chừng còn phải cân nhắc một chút nhưng tiền kiệt thì không là gì cả xin lỗi đi quách khải thủy thản nhiên nói với hai người họ tôn hạo thở ra một hơi anh ta là người biết tiến biết lùi tuy rằng khó chịu trong lòng nhưng anh ta vẫn vội vàng gật đầu nói với lê văn vân xin lỗi anh vân tôi không biết anh lại có quan hệ tốt như vậy với ông hoàng và cả chủ quách vừa rồi có chỗ nào mạo phạm mong anh tha thứ bụng dạ thế mà lại khá sâu đấy lê văn vân sờ mũi nhìn thoáng qua quách khải thủy Tiền Kiệt ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, sau đó, bên trong ánh nhìn của tất cả mọi người, anh ta quỳ phịch xuống đất, vội vàng nói, Lê Văn Vân, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi sai rồi, anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng để trong lòng. Mọi người nhìn Lê Văn Vân, Lê Văn Vân thở dài một hơi, sau đó khẽ xua tay nói, thôi bỏ đi, tự tránh sang một bên đi, tôi không thích bị quấy dày. Tiền Kiệt lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nhìn về phía quách khải thủy tự tránh sang một bên đi, Quách Khải Thụy nói. Tiền Kiệt vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi tới bên cạnh. Tôn Hảo cũng nhanh chóng đứng dậy, đi về chỗ cách đó không xa. Lần này, bọn họ mất mặt lắm rồi. Hơn nữa chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến tai người nhà của bọn họ. Lần này bọn họ không chỉ mất mặt mũi của chính mình, mà sau khi trở về, trong nhà sẽ áp dụng hình phạt như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Đặc biệt là Tôn Hảo, để tranh quyền thừa kế của gia tộc anh ta gần như đi trên tảng băng mỏng nhưng dù đến hiện tại anh ta đã thể hiện ra được phẩm chất toàn diện rất mạnh mẽ nhưng nhà anh ta vẫn chưa được kế thừa trăm phần trăm còn tôn lượng ngày ngày ăn uống nhậu nhẹt ở nhà vẫn có rất nhiều người ủng hộ tôn lượng đợi cho bọn họ rời đi lê văn vân cũng xua quét khải thụy ông cũng đi làm việc của mình đi không cần để ý đến tôi một mình tôi đợi ở đây là được được thôi vậy tôi đi chủ trì bữa tiệc quách khải thụy gật đầu sau khi ông ta rời đi hoàng gia ra đi tới anh ta nhìn lê văn vân đầy đắc ý và nói anh vân anh cũng thật là đến đây vậy mà không nói với em để em tiếp đón nếu anh sớm báo cho em hay sớm một chút tiền kiệt hay tôn hạo gì đó bọn họ dám nói không hay một câu nào với anh em sẽ đánh gãy chân bọn họ nói đến đây anh ta lấm la lấm lét nói có muốn thế này không em tìm người đánh hai tên ngốc này một trận. Nhất là tên tôn hạo kia, em đã sớm chướng mắt anh ta rồi, từ trong ra ngoài chỉ là một tên ngụy quân tử. Hoàng Hân vỗ vào gáy anh ta một cái, Hoàng ra ra, em đừng đánh đánh giết giết ở đây. Có tin chị về nói với ông nội không? chương 423, người gác đêm của hệ Europa. Lê Văn Vân ngẩn người. Đúng rồi, lần đầu tiên Lê Văn Vân cử cô ấy, cô ấy chỉ mới 11 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng bây giờ đã trổ mã thành một cô gái xinh đẹp rồi. Trong ba năm qua, đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, hơn nữa, người gác đêm bể bộn nhiều việc. Quách Tiểu Manh nói, nói sao thì về sau em cũng muốn đến chỗ các anh. Em đã nói với bố rồi, chờ em tốt nghiệp đại học thì sẽ đến. Lê Văn Vân xoa đầu cô ấy nói, học cho tốt đi, nghĩ gì đâu không. Lêu lêu lêu, Quách Tiểu Manh lẻ lưỡi, sau đó nhìn quanh và hỏi anh lê văn vân không phải anh vẫn chưa có bạn gái à có thích ai ở đây không em giới thiệu cho anh lê văn vân xoa đầu cô ấy nói được rồi mau đi ra chỗ khác chơi đi anh ở đây ngồi yên tĩnh một lát không đã lâu không gặp anh rồi anh phải theo làm bạn với em mới được quách tiểu manh nói hai người vừa ngồi trên ghế sofa vừa trò chuyện thấy lê văn vân không sao cả vương dài kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó nói chuyện phiếm với người bạn bên cạnh. Bữa tiệc vẫn đang diễn ra, trong khoảng thời gian này, có không ít người chủ động đến chỗ Lê Văn Vân chào hỏi, đưa danh thiếp cho Lê Văn Vân, anh cũng nhận lấy hết. Trong vòng tròn thế hệ giàu có thứ hai ở Yên Kinh, anh xem như hoàn toàn nổi tiếng. Bữa tiệc tiếp tục đến khoảng 10 giờ tối, Quách Vĩ Thịnh thật đúng là ra khuôn dạng, giao tiếp với khá nhiều người. Lê Văn Vân luôn ngồi trong góc trò chuyện với Quách Tiểu Manh. Cho đến 10 giờ tối, Bọn họ mới kết thúc bữa tiệc, Lê Văn Vân tạm biệt Vương Giai Kỳ, tự mình bắt xe về chỗ ở. Trong cả quá trình, không xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Lê Văn Vân trở về nhà với một túi lớn đầy danh thiếp. Điều khiến Lê Văn Vân ngạc nhiên là hai người Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U vậy mà lại không đi ra ngoài. Ba cô gái đang ngồi trên ghế sofa. Hôm nay các người lại không đi ra ngoài trực đêm à? Lê Văn Vân hỏi. Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân, khuôn mặt lạnh lùng từ từ mang theo vẻ tươi cười nói năm cậu chủ yên kinh danh tiếng lớn quá nha lê văn vân chết lặng rõ ràng hôm nay còn có sự tồn tại của những người gác đêm khác ở nơi đó hoặc phạm nhược tuyết đã xem được đoạn video giám sát bên trong anh vội ho khan một tiếng nói đó là thằng nhóc hoàng gia gia kia nói lung tung thôi còn lâu anh mới có hứng thú với danh hiệu này thật sao phạm nhược tuyết liếc anh một cái rồi nói vật họp theo loài người họp theo đàn em thấy quan hệ giữa anh và hoàng gia ra thật không kém đấy chứ trên mặt hoàng thi kỳ lộ ra tươi cười sau đó nói bác sĩ phạm cô đừng trêu anh ấy nữa nói chuyện chính với anh ấy đi chuyện chính gì lê văn vân hỏi chuyện của gia tộc đem phạm nhược tuyết mỉm cười nói hả thần sắc lê văn vân thoáng thay đổi người của gia tộc đem đến yên kinh rồi hoàng thị kỳ nói với ánh mắt đầy vẻ hưng phấn hả lê văn vân hơi nhướng mày hỏi thật không? chương 424, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Lê Văn Vân suy nghĩ một chút rồi nói, trước đó hoa hồng đỏ có tiết lộ với anh rằng Bùi nghinh Tùng có thể sẽ xuất hiện. Sau đó, anh đã gặp phải Bùi nghinh Tùng ở Giang Thành. Hiện tại người trong thế giới ngầm yên kinh càng ngày càng hoạt động thường xuyên hơn. Hơn nữa, sự xuất hiện của Trác Nhất Minh, quả thật gây cảm giác như bọn họ đang âm mưu chuyện gì đó. Hoàng Thi Kỳ cắn môi nói, dù sao, Bất kể bọn họ định làm gì, tất cả những người tham gia vào vụ việc đó đều do ba thế lực này cầm đầu. Lần này Bùi Ninh Tùng đã phát hiện ra anh, ước chừng sẽ trốn mất. Nhưng Lâm Thiếu Hoa và người của gia tộc đem không ai có thể trốn thoát. Con chó giả Perrin đem đang ở Europa, chúng ta tạm thời không dám làm gì ông ta. Nhưng những người khác, tôi sẽ khiến cho toàn bộ bọn chúng không đi khỏi yên kinh được. Lý Tiểu U Cao mày nói, nhưng mà, nếu người của bọn họ lần lượt chết đi ở bên này, có thể sẽ xảy ra nội loạn. Bên chúng ta kiêng kỵ nội loạn, dưới tình huống không có bằng chứng thì không nên động thủ với người của họ. Lê Văn Vân nhẹ giọng nói, bọn họ lại không kiêng kỵ nội loạn ư? Chẳng lẽ lấy người của Hồng Nguyệt đi làm nhân chứng, nếu anh ta dám tới, anh cũng dám động đến anh ta. Hiện tại bọn họ ở đâu? Lê Văn Vân hỏi. Cái này thì cũng không biết, Phạm Nhược Tuyết thở ra một hơi và nói, sau khi bọn họ đến Yên Kinh toàn bộ tiểu đội đã nhanh chóng tản ra rồi. Lê Văn Vân nhướng mày. Tản ra rồi, nếu bọn họ cải trang thành người thường, muốn tìm được sẽ khó khăn lắm. Anh Trầm ngâm hỏi, có bức ảnh nào của bọn họ không? Ảnh thì có, em giao cho số 2 rồi. Phạm Nhược Tuyết nói. Vậy đi, bảo bên phó vô phối hợp với chúng ta đi. Lê Văn Vân nói. Anh ta, không muốn, Lý Tiểu A nói. Lê Văn Vân thở ra một hơi nói, mặc dù anh ta không quen nhìn anh với thi kỳ cùng với người của tiểu đội chúng ta, nhưng về mặt trái phải rõ ràng thì vẫn không thành vấn đề. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, "Được, em đi nói chuyện với anh ta một chút. Ngoài ra, qua một đoạn thời gian sẽ còn có vài người đến Yên Kinh." "Hả?" Thần sắc Lê Văn Vân thoáng biến chuyển, "Ai?" "Thành viên còn lại của tiểu đội 11762." Phạm Nhược Tuyết nói khoảnh khắc nghe thấy tên tiểu đội, cả Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đều không khỏi run rẩy. Tiểu đội 11.762 là tiểu đội tiên phong của người gác đêm. Trước đây, tiểu đội của Lê Văn Vân có tổng cộng 8 thành viên thường trực, một thành viên dìa. Và thành viên dìa là Phạm Nhược Tuyết. Còn lại bao nhiêu, Lê Văn Vân hỏi. Bây giờ còn lại 3 người. Số 72 đã chết trong trận chiến biên giới phía Bắc 2 năm trước, số 69 tiến vào khu tội ác, một năm trước đã vào khu tội ác, tới nay vẫn chưa ra, cũng không có tin tức nữa. Phạm Nhược Tuyết nói, ba người khác hiện đều đã lọt vào top 20 của người gác đêm. Đã tự dẫn dắt đội riêng rồi, nhưng lần này quân đoàn trưởng và tham mưu vương quyết định tổ chức lại tiểu đội 11.762. Lê Văn Vân chậm rãi thở ra một hơi nói, còn bao lâu nữa bọn họ mới tới nơi? Hẳn là còn cần một ít thời gian nữa, còn hai người vẫn đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài ngoài ra còn phải bàn giao nhiệm vụ mặt khác có một người bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện của tổng bộ có lẽ cũng cần một đoạn thời gian mới có thể trở về phạm nhược tuyết nói cụ thể khi nào tới thì em sẽ nói cho anh biết sau người gác đêm là như thế không ai biết khi nào họ sẽ chết ngay cả bản thân lê văn vân cũng không có gì chắc chắn về sự an toàn việc anh phải làm là bảo vệ tốt người thân bạn bè của mình bảo vệ sự an toàn của họ trước khi bản thân mình chết khi anh vẫn còn dẫn dắt tiểu đội ở người gác đêm, trong thời gian 4 năm tiểu đội của anh, không có ai bỏ mình. Nhưng 3 năm trước, điều đó đã thay đổi. Phạm Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Lê Văn Vân nói, lần này anh trở lại người gác đêm, sau khi tổ chức lại 11.762, em sẽ trở thành đội viên thường trực của tiểu đội. Lê Văn Vân ngẩn người. Sau đó lắc đầu nói, không cần, bác sĩ Phạm, em làm đội viên thường trực cho tiểu đội của chúng ta thì quá là nhân tài không được trọng dụng rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không chắc khi nào mới về, cũng không chắc có thể trở về được hay không. Đúng, giờ bọn họ đã ở phe đối lập với gia tộc đem. Địa vị của gia tộc đem trong người gác đêm trên thế giới khá cao. Perrin Dempsey đã sống quá lâu, lại là người nhận được huân chương tinh diệu, đời thứ nhất, sức ảnh hưởng của ông ta thật sự quá lớn. Lê Văn Vân muốn giết ông ta, cũng khó nói lúc đó anh có thể trở lại người gác đêm hay không. Do đó, cho dù chắc nhất mình hay bản thân anh, đều hy vọng có thể tìm ra cách xử lý tốt. Hon, tất nhiên, bây giờ Lê Văn Vân xem như đã tìm ra hướng đi. Chính là xương cốt thần kỳ này. Phạm Nhược Tuyết cao mày nhìn Lê Văn Vân, thở dài một hơi. Cô hiểu Lê Văn Vân, bảo Lê Văn Vân buông bỏ hận thù vì đại cục là chuyện không có khả năng. Kể từ lần trước, cô đã không thuyết phục Lê Văn Vân một lần nào nữa. Được rồi, anh đi ngủ sớm chút đi. Phạm Nhược Tuyết nói, trong khoảng thời gian này, sự an toàn của Vương Giai Kỳ vẫn do anh phụ trách mới được. Lê Văn Vân gật đầu, sau khi tắm rửa sơ qua thì nằm lên giường. Yên kinh, nhà họ Vương. Một chiếc ô tô từ từ chạy vào biệt thự, sau khi dừng lại, Vương Giai Kỳ trở về phòng, phòng của cô ấy có phòng tắm riêng. Sau khi cô ấy quay lại, Vương Húc mới bước ra khỏi phòng. Sau khi nhìn thấy Lâm Bình, ông ta hỏi, hôm nay thế nào rồi? Sai kỳ và tôn hảo có hòa hợp không? Trên mặt Lâm Bình lộ ra vẻ xấu hổ nói, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. "Hả?" Vương Húc nhướng mày hỏi, "Sao vậy?" Chương 425, qua ngay. Họ có một tài xế chuyên dụng lái xe, cả hai đều ngồi ở hàng ghế sau. Ánh mắt Tôn Lượng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng mang theo một chút nghiền ngẫm. "Cậu có quen biết với Lê Văn Vân này à?" Tôn Hạo hỏi với giọng điệu lạnh như băng, anh ta và Hoàng gia gia có quan hệ tốt như vậy, khẳng định cậu cũng có quen biết đúng không? Cậu cố ý không nói cho tôi biết, cậu biết sau khi tôi nhìn thấy anh ta và Vương gia kỳ ở cùng một chỗ thì tôi sẽ tức giật, sẽ chiêu chọc anh ta, sau đó cậu bảo anh ta làm nhục tôi trước mặt nhiều người như vậy. Tôn Lượng nhướng mày, anh ta quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tôn Hạo một cái rồi nói, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi nghĩ nhiều ư? Tôn Hạo cười khẩy một tiếng nói, Tôn Lượng cậu nhớ cho rõ hiện tại ở nhà tiếng nói của tôi là lớn nhất tôi anh nói nhảm thêm một câu nữa đi lúc này trên khuôn mặt tuấn tú của tôn lược thần sắc đột nhiên trở nên trong trẻo lạnh lùng nói tôn hạo không phải anh thật sự coi mình là nhân vật chính đấy chứ tất cả mọi thứ của anh hiện giờ là tôi chủ động tặng cho anh anh hiểu chưa tôi không tranh không có nghĩa là tôi không thể tranh anh đừng có cản rỡ trước mặt ông đây nữa cậu chỉ bằng cậu ư cho dù cậu có tranh cậu cảm thấy trong nhà sẽ giao ra gia nghiệp cách xù này cho cậu à? Tôn Hạo cho anh ta một cái nhìn khinh thường. Ánh mắt Tôn Lượng đột nhiên híp lại, anh ta nói, cho nên, anh đang ép tôi tranh với anh. Sao? Tôi, thần sắc Tôn Hạo chợt cứng lại. Anh ta hơi hoảng rồi. Tôn Lượng hừ lạnh một tiếng, tôi không có hứng thú quản lý gia tộc, nhưng không có nghĩa là anh có thể cản dỡ ở trước mặt tôi. Anh nhớ kỹ cho tôi, tất cả mọi thứ hiện tại của anh đều do tôi bố thí cho anh. Ngoài ra, tôi không quen với Lê Văn Vân, hôm nay tôi mới gặp anh ta lần đầu tiên. Nếu anh muốn gây phiền phức cho anh ta thì không liên quan gì đến tôi, đừng kéo tôi vào. Sắc mặt tôn hảo u ám, sau đó nhẹ giọng nói, cậu và bốn cậu chủ yên kinh gì đó kia đừng nhúng tay vào là được. Vậy thì tôi không thể đảm bảo, anh cũng thấy đấy, Hoàng Gia Gia có quan hệ không tệ với anh ta, quan hệ của anh ta và bố của Quách Vĩ Thịnh cũng tốt lắm. Tôn lượng thản nhiên, nói, hừ, cậu mặc kệ là được, trong ánh mắt tôn hạo tràn ngập vẻ u ám. Đối với tất cả những chuyện này, dĩ nhiên Lê Văn Vân không biết. Anh rửa mặt một chút rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này, trong nhà cũng chỉ còn lại một mình Hoàng Thi Kỳ. Hoàng Thi Kỳ lúc này đang ngồi xếp bằng trên tay cầm một viên đá xanh ra trời. Lê Văn Vân không làm phiền cô ta. Vết thương của cô ta đã bình phục đến 70, 80% rồi. Anh trở về phòng, vừa định nằm xuống thì lúc này điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên lê văn vân cầm điện thoại lên nhìn phát hiện là hoàng hân đang gọi alo anh trả lời điện thoại lúc này giọng nói của hoàng hân có hơi sốt ruột vang lên lê văn vân bác sĩ phạm có ở đó không xin anh hãy để cho cô ấy qua đây ngay bây giờ sao vậy sắc mặt lê văn vân khẽ biến anh hỏi ông nội của tôi ông nội của tôi lên cơn sốc rồi hoàng hân nói Sắc mặt của Lê Văn Vân đột nhiên thay đổi, vội vàng nói: "Cô đừng nôn nóng, hiện tại tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Phạm, sau đó sẽ đến nhà cô ngay lập tức." Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đi gọi Hoàng Thị Kỳ: "Đi, đi, đi đến nhà họ Hoàng." Hoàng Thị Kỳ không hỏi gì, vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài với Lê Văn Vân, Lê Văn Vân vừa chạy vừa lấy điện thoại di động ra, gọi cho Phạm Nhược Tuyết và nói: "Bác sĩ Phạm, mau chóng đến nhà họ Hoàng, ông cụ Hoàng nguy kịch." Qua ngay, Phạm Nhược Tuyết nói nhanh. Cúp điện thoại, Hoàng Thi Kỳ hỏi, ông cụ Hoàng nguy kịch ư? Sao lại thế này? Cụ thể là gì thì không biết, hiện tại chúng ta qua đó trước đã. Lê Văn Vân nói. Hoàng Thi Kỳ không hỏi thêm câu nào, hai người ngăn một chiếc xe và phóng nhanh qua. Khoảng 20 phút sau, đến cửa nhà họ Hoàng, xe của họ dừng lại. Lúc này trong nhà đèn đốt sáng trưng, có hơn chục người mặc âu phục màu đen đứng ở cửa bọn họ mang kính dâm, vẻ mặt ngưng trọng đứng ở cửa. Ông cụ Hoàng quá quan trọng đối với nhà họ Hoàng, tương tự cũng quá quan trọng với ngân hàng Tân Hải. Nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đi tới, người ở cửa lập tức chặn đường bọn họ, nói các người là ai. Lúc này, Hoàng Hân lao ra khỏi cửa và nói, mau tránh ra. Cho họ vào. Nhóm người nhường đường, Hoàng Thi Kỳ trầm ngâm nói, bác sĩ Phạm đã đến chưa? Vẫn chưa. Hoàng Hân nói với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Lê Văn Vân, anh đi cùng Hoàng Hân vào để xem tình huống cụ thể là gì đi. Tôi sẽ ở đây đợi bác sĩ Phạm, Hoàng Thi Kỳ nói. Lê Văn Vân gật đầu. Audio điện tử võ tấn bền. chương 426, cút ra ngoài đi. Chú hai, đây là bạn của ông nội, Hoàng Hân nói nhanh, bây giờ cháu sẽ đưa anh ấy đi gặp ông nội một chút. Vớ vẩn, chú hai của Hoàng Hân trừng mắt nói, làm sao ông cụ có thể có một người bạn trẻ như vậy? Ông Hầu Diệu Trần nói ông ấy cần một môi trường hoàn toàn yên tĩnh. Cháu không tin tưởng ông ta, Hoàng Hân nhẹ giọng nói. Hừ, ông Hầu Diệu Trần là bác sĩ hàng đầu của toàn bộ Yên Kinh, thậm chí là của cả nước. Cháu có gì phải mất lòng tin, chẳng lẽ anh chàng bên cạnh cháu đây còn có y thuật cao siêu ư? Chủ hai của Hoàng Hân vội vàng nói. Lúc này, một người đàn ông trung niên khác đi tới, hỏi, sao vậy? Bố, đây là Lê Văn Vân, bạn của ông. Hoàng Hân vội vàng nói với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên tên là Hoàng Trí, bố của Hoàng Hân và Hoàng Gia Gia, cũng là con trai trưởng của nhà họ Hoàng. Lê Văn Vân khẽ cau mày, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Anh có thể nghe thấy một tiếng thở yếu ớt truyền đến từ phòng trong đại sảnh. Hơi thở rất yếu và có hơi rồn rập, rõ ràng trạng thái của ông cụ Hoàng tệ vô cùng mình phải đi vào dùng chân khí để ổn định tình hình hiện tại cho ông cụ, chờ bác sĩ phạm đến. trong lòng lê văn vân cân nhắc, đúng, đối với hầu diệu trần, anh cũng không tin tưởng cho lắm. cho tôi vào, lê văn vân thở ra một hơi nói. lông mày của hoàng trí nhíu lại, còn chú hai của hoàng hân thì quát lên, thằng nhóc, hôm nay tôi nghe nói cậu và thằng nhóc yếu đuối hoàng gia gia kia hợp thành năm cậu chủ yên kinh gì đó. đây là nhà họ hoàng, cậu đừng lộn xộn nữa nếu cậu làm phiền ông hầu diệu trần khiến ông cụ nhà chúng tôi gặp chuyện gì ngoài ý muốn cậu sẽ phải chịu trách nhiệm tôi chịu trách nhiệm lê văn vân thản nhiên nói sắp hết thời gian rồi tôi vào trước hoàng hân giúp tôi ngăn cản những người khác nói xong anh trực tiếp đi về phía cửa trong lúc này mọi người của nhà họ hoàng đều nhìn sang ngăn cậu ta lại chú hai của hoàng hân nói cho cậu ta vào đi cùng lúc đó Hoàng Chí mở miệng với giọng điệu bình tĩnh, thản nhiên nói. Mọi người đều cau mày nói, tôi tin tưởng Hoàng Hân sẽ không vô duyên mời một người đến đây. Lê Văn Vân không trần trừ nữa, anh bỏ qua tất cả mọi người rồi nhanh chóng đi về phía căn phòng bên trong. Trong phòng tỏa ra một mùi thơm ngát, lúc này trong phòng, công cụ Hoàng đang nằm trên giường, bên cạnh ông là một ông già đang ngồi đó. Còn có hai người nữa, cầm không ít đồ, cung kính đứng ở một bên. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, sắc mặt hầu rượu Trần khó coi, ông ta nói, "Không phải tôi đã nói các người đừng vào sao?" Ông ta cầm trong tay một cây ngân châm, nói với vẻ mặt không vui, "Các người ước gì ông cụ chết đi đúng không?" Mà lúc này, trên mặt ông cụ đã bị cắm vài cây ngân châm rồi. Nhìn thấy vị trí cắm những cây ngân châm này, sắc mặt của Lê Văn Vân đột nhiên thay đổi, sau đó trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Lê Văn Vân cũng được coi là có chút kiến thức về y học thân là người gác đêm cái gì cũng phải biết một ít. Bình thường lúc làm nhiệm vụ, khi bác sĩ của đội không có mặt, bọn họ cũng phải tự làm một số phương pháp sơ cứu, cứu chữa. Đối với kỳ kinh bát mạch của cơ thể người, Lê Văn Vân cũng đã ghi nhớ trong đầu. Hầu Diệu Trần quay người lại, nhìn Lê Văn Vân. Trong trí nhớ của mình, ông ta không có một chút ấn tượng gì về Lê Văn Vân, vì thế ông ta cau mày lại hỏi cậu là ai. Nói rồi, ông ta lại xua tay nói, mau ra ngoài đi, Đừng quấy giày tôi." Sau đó, ông ta lại quay người lại, từ từ nâng cây kim bạc trên tay lên. Nếu ông châm cây kim đó xuống thì e là ông cụ Hoàng sẽ thật sự mất mạng đấy. Ánh mắt Lê Văn Vân lóe lên một tia lạnh lẽo, "Là ai mời ông đến đây vậy?" "Đúng, Lê Văn Vân biết người đàn ông trước mặt anh là Hầu Diệu Trần, là chuyên gia về y dược nhưng một bác sĩ hàng đầu như ông ta không nên cắm cây kim bạc vào sao 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 đó trên mặt ông cụ hoàng nói cách khác có lẽ là ông ta đang cố ý làm vậy dù sao những người khác cũng không am hiểu về y thuật ông ta muốn ông cụ hoàng chết sau đó nói một câu đại loại như bản thân đã cố gắng hết sức người nhà họ hoàng cũng không thể tìm ra bất cứ sai sót gì sắc mặt hầu rượu trần hơi thay đổi ông ta quay người lại khuôn mặt già nuôi nhìn chòng chọc vào lê văn vân nói cậu biết tôi là ai không? Đúng là một thằng danh miệng còn hội sữa, ăn nói bừa bãi. Cút ra ngoài đi, Hầu Diệu Trần lại nói. Hai người đàn ông bên cạnh ông ta lập tức bước về phía Lê Văn Vân, lạnh lùng nói, ra ngoài. chương 427 cháu đừng có ăn nói lung tung. Sắc mặt của chú hai của Hoàng Hân rất khó coi, ông ta nhìn Hoàng Hân, nói, Hoàng Hân, người mà cháu mời đến có vấn đề đấy. Hoàng Chí cũng cau chặt mày lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hoàng Hân. Nhưng Hoàng Hân lại lắc đầu, tỏ vẻ kiên trì, anh ấy không thể có vấn đề gì, anh ấy ném hầu rượu trần ra ngoài như vậy thì rõ ràng là ông ta có vấn đề. Trước đây hứa giang âm thầm ra tay với ông nội cháu, cháu không tin lão giả này. Hầu rượu trần tức giận nói, con nhóc kia, cháu đừng có ăn nói lung tung. Sau đó, ông ta cười khẩy, tỏ vẻ chế giễu tôi nói rõ ràng cho cháu biết, nếu không lập tức chữa trị cho ông nội cháu thì ông ấy sẽ không thể sống sót quá 30 phút đâu. Cả yên kinh này cũng chỉ có tôi mới có thể chữa cho ông ấy. Chú hai của Hoàng Hân tên là Hoàng Thiên Tướng, ông ta lo lắng nói, Hoàng Hân, rốt cuộc cháu muốn làm gì vậy? Cháu muốn nhìn ông nội chết cháu mới bằng lòng ư, không phải cháu muốn quyền thừa kế của ngân hàng Tân Hải ư. Chú sẽ bảo con trai chủ không tranh với cháu nữa, nhưng cho cháu hết đấy, được chưa? Đúng đó Hoàng Hân à, đã đến nước này rồi mà cháu còn nghĩ đến chuyện đó hả? Có phải cháu muốn ông nội chết, bố cháu nắm quyền mới có thể thừa kế gia tộc này một cách giành chính ngôn thuận không? Những người xung quanh cũng lên tiếng chất vấn theo. Danh tiếng của Hầu Diệu Trần quá tốt, ông ta là bác sĩ giỏi nhất cả nước. Ông ta nói chỉ có mình ông ta mới chữa khỏi được, những người khác lo lắng cho bệnh tình của Hoàng Tông thực nên đương nhiên là họ bắt đầu chất vấn Hoàng Hân. Hoàng Chí nhìn Hoàng Hân, lông mày cao lại, nhưng không nói gì. Các người im miệng hết đi." Hoàng Hân hét lên. Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại, lúc này Hoàng Hân mới nhìn Hậu Diệu Trần, nói: "Tôi hy vọng ông nội sẽ khỏe lại hơn bất kỳ ai trong số những người ở đây. Tôi đã tìm bác sĩ tốt nhất tới, cô ấy đang trên đường đến đây." Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người lại im lặng. Bọn họ đều nhìn Hoàng Hân, Hoàng Thiên tướng nhìn chằm chằm vào cô ta mấy lần rồi mới nói: "Hoàng Hân, cháu đừng đùa nữa." yên kinh còn có vị bác sĩ nào giỏi hơn ông hầu ư ông cụ sắp xảy ra chuyện rồi cháu không gánh nổi trách nhiệm đâu hoàng hân à rốt cuộc cháu định làm gì vậy hả trong đại sảnh lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của những chất vấn còn trong phòng sau khi rút những cây châm bạc ra lê văn vân dùng một tay ấn lên ngực hoàng tông thực chân khi bắt đầu bao lấy ông ấy đồng thời anh quay đầu lại nói với hai người vẫn đang ở trong phòng ra ngoài đi hai người họ bị lê văn vân chừng mắt nhìn như vậy chỉ thấy ra đầu hơi tê dại họ cũng không dám ở lại thêm nữa mà vội vàng chạy ra khỏi phòng sau đó nói với hầu diệu trần sư phụ thằng nhãi đó đã rút toàn bộ châm ra sắc mặt hầu diệu trần lập tức thay đổi gai gâu rồi lần này ông cụ hoàng thật sự gặp nguy rồi nhất định phải để tôi vào trong đó trong mắt ông ta lóe lên một tia hoảng loạn hoàng trí vội vàng nói hoàng hân có phải là con muốn ông cụ chết hay không Bình thường ông đối xử tốt với con nhất, sao con có thể như vậy chứ? Hoàng Hân, cháu bảo người mà cháu gọi đến ra ngoài đi, cháu quá đáng lắm rồi đấy. Giữa những tiếng ồn ào hối thúc, Hoàng Hân rất bối rối, nhưng cô ta tin tưởng Lê Văn Vân, cũng tin tưởng người gác đêm. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, cô ta chạy đến cửa, giang tay ra chặn cửa lại, lớn tiếng quát, "Hôm nay trước khi bác sĩ mà cháu mời tới đây đến thì không ai được phép vào trong." Gia Gia, mau tới chặn cửa với chị. Vâng ạ, à, Hoàng Gia Gia tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta rất nghe lời Hoàng Hân. Anh ta cầm một cái ghế đầu, chạy tới cửa đứng lên ghế chặn đám người kia lại. Hoàng Hân, cháu điên rồi. Hoàng Thiên Tướng tức giận nói, quyền thừa ghế không phải của cháu thì cũng là của Gia Gia, cháu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lúc này, Hoàng Chí nhẹ giọng nói, nghe theo lời Hoàng Hân đi, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ từ chức, giao quyền quản lý ngân hàng Tân Hải cho chú. Hoàng Thiên Tướng sửng sốt. Cả hội trường cũng lập tức chìm vào im lặng. Bên trong phòng, chân khí của Lê Văn Vân không ngừng chảy vào trong cơ thể Hoàng Tông Thực. Anh chép miệng nói, ông cụ Hoàng à, xem ra ông cũng không được sống yên ổn. Trong cái gia đình giàu có, quyền thế này của mình. Hoàng Tông Thực đang nhắm mắt, mi mắt khẽ giật giật trên khuôn mặt già nua. Còn ở bên ngoài, hai bên vẫn trong khí thế giường đao giường kiếm. Sau một thoáng ngạc nhiên, Hoàng Thiên Tướng thấp giọng gầm lên, Hoàng Chí, bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó, điều chúng ta cần quan tâm là tình trạng của ông cụ. Ông Hầu Diệu Trần là bác sĩ giỏi nhất, bây giờ Hoàng Hân đi đầu tìm được bác sĩ giỏi hơn ông ấy đây. Bịch bịch bịch, chương 428, anh nói đùa thôi. Phạm Nhược Tuyết lạnh nhạt liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Tướng, giọng điệu lạnh như băng tránh ra. Hoàng Thiên Tướng vẫn muốn nói gì đó nhưng Hoàng Thị Kỳ đã bước lên trước một bước, đẩy ông ta ra. Phạm Nhược Tuyết cũng không muốn phí lời với ông ta mà đi thẳng vào trong phòng. Hầu Diệu Trần cười khẩy, nói, được, Hoàng Hân, các người tin tưởng một con nhóc nhưng lại không chịu tin tôi. Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này, chúng ta đi. Ông không được đi, lúc này, giọng Lê Văn Vân vọng ra từ trong phòng. Anh thấp giọng hộ lên, thi kỳ, ngăn lão giả đó lại. Trong phòng, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đã bước vào trong, Lý Tiểu U làm trợ lý cho Phạm Nhược Tuyết, hai người họ nhanh chóng đặt đồ xuống, Phạm Nhược Tuyết hỏi thế nào rồi? Tình hình không ổn lắm, cô xem cây châm của lão già kia xem có vấn đề không? Lê Văn Vân hỏi. Phạm Nhược Tuyết nhìn mặt Hoàng Tông Thực, sau đó gật đầu nói, may là cây châm cuối cùng chưa bị cắm xuống, nếu không tôi cũng không thể cứu được ông ấy. Lê Văn Vân mắng, lão già hầu rượu trần này, Quả nhiên ông ta muốn dồn ông cụ Hoàng vào chỗ chết đây mà. Tiểu U, đánh lửa lên, lấy châm bạc. Phạm Nhược Tuyết không nhiều lời mà lập tức nói với Lý Tiểu U. Em muốn dùng linh môn thập tam châm ư? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Phạm Nhược Tuyết gật đầu đáp, ở đây không có điều kiện để phẫu thuật, chuyển sang nơi khác cũng không kịp nữa rồi, e rằng lần này phải dùng hết 13 châm mới có thể cứu được mạng ông cụ Hoàng. Lát nữa anh nhớ bảo vệ em. Lúc nói đến cuối, Mặt cô hơi đỏ lên. Lê Văn Vân gật đầu, sau đó cười tâu peste nói, anh nghĩ khi nào tôi phải nhờ em dạy phương pháp châm cứu linh môn thập tam châm này mới được, đây đúng là một phương pháp rất có hiệu quả. Anh đừng nói nhảm nữa, ra canh giữ ở cửa đi, để em một không gian yên tĩnh. Phạm Nhược Tuyết nói, khi nào em châm xong 13 châm, anh hãy lập tức quay vào. Được, Lê Văn Vân gật đầu. Anh cũng không quấy rầy Phạm Nhược Tuyết nữa, để lại cho cô một không gian yên tĩnh rồi bước ra cửa thấy Lê Văn Vân đi ra, Hoàng Hân có cảm giác như chút được gánh nặng. Lê Văn Vân khẽ mỉm cười với cô ta, sau đó ôn tồn nói, "Mọi người hãy yên lặng một chút cho bác sĩ một môi trường chữa trị yên tĩnh." Hoàng Thiên tướng cười khẩy, nói, "Cậu nhóc kia, tôi không biết cậu có lại lịch thế nào và mối quan hệ giữa cậu với Hoàng Hân là gì, nhưng ông Hậu Diệu Trần đây là bác sĩ giỏi nhất. Yên tinh của chúng tôi, cô gái mà cậu gọi đến trông trẻ như vậy, lông tóc còn chưa mọc hết đâu." cậu mau bảo cô ta ra ngoài để ông hầu vào chữa trị cho ông cụ nhà chúng tôi đi hầu diệu trần cười nhạt lê văn vân thờ ơ liếc ông ta một cái rồi nói trật tự đi mọi người cứ đợi rồi sẽ biết ý thuật của lão già này chỉ là rác rưởi so với y thuật của bác sĩ phạm mà thôi hầu diệu trần lập tức trở nên tức giận khi bị lê văn vân nói như vậy thế mà lại có người dám hoài nghi y thuật của ông ta ư hầu diệu trần nhìn lê văn vân cất giọng chế nhạo nhóc con lát nữa nếu ông cụ Hoàng xảy ra chuyện gì thì cậu đừng có hối hận. Tại sao tôi phải hối hận? Lê Văn Vân cười nhạt, nhìn Hầu Diệu Trần, trong ánh mắt có một chút khiêu khích, hỏi vặn lại, chút hy thuật còn con của ông là cái thả gì so với linh môn thập tam châm? Đám người nhà họ Hoàng ngây ra, hiển nhiên là họ không biết rõ linh môn thập tam châm là gì. Nhưng Hậu Diệu Trần và hai đồ đệ mà ông ta dắt theo lại khác, sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi. Linh môn thập tam châm là một phương pháp châm cứu đã thất truyền từ lâu, hậu diệu trần không làm sử dụng phương pháp này, nhưng ông ta biết nó lợi hại đến mức nào. Chấm linh môn đâm xuống, Diêm Vương cũng phải nhường đường. Chỉ có trong nội bộ người gác đêm mới lưu truyền phương pháp châm cứu này, nhưng người có thể học được nó lại rất ít. Tất cả mọi người đang có mặt ở đó nhìn thấy vẻ mặt của Hầu Diệu Trần, và sau đó, họ cũng im lặng theo. Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đứng ở cửa, không cho những người này có cơ hội bước vào. Thời gian đang trôi qua từng chút một. Sau khi đã đến một thời điểm nhất định, Lê Văn Vân quay đầu nhìn vào trong xem xét một chút, rồi ngay tức khắc, anh quay người sải một bước chân lao vào trong phòng, đỡ lấy Phạm Nhược Tuyết. Lúc này, người Phạm Nhược Tuyết đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Còn trên người Hoàng Tông Thực, 13 cây châm đã liên tiếp tạo thành một đường thẳng. Đúng vậy, linh môn thập tam châm đã làm tiêu hao rất nhiều sức lực của Phạm Nhược Tuyết. Khi cô châm cây châm cuối cùng xuống, cả cơ thể cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái suy nhược. Cô ngã vào lòng Lê Văn Vân, sau đó ngước mắt lên, nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi kiệt quệ, nói anh đã không phụ lòng tin tưởng của em. Lê Văn Vân khẽ cười, ôm lấy Phạm Nhược Tuyết, nói chật, anh thích nhất là dáng vẻ yếu ớt, cần người bảo vệ này của em sau khi hoàn thành linh môn thập tam châm chương 429, ông cụ đã tỉnh lại rồi. Thực ra là ông đã tỉnh được một lúc, lúc này hai mắt ông đỏ lên. Ông cụ Hoàng, không sao rồi. Lê Văn Vân cười với ông. Phạm Nhược Tuyết lần lượt rút mấy cây châm bạc trên người Hoàng Tông thực ra. Lê Văn Vân bước ra cửa, khẽ thở ra một hơi rồi nói với mọi người trong đại sảnh, ông cụ đã tỉnh lại rồi. Ôi! Nghe vậy, người Hoàng Hân mềm nhũn ra, loạn choạng lùi về sau hai bước. Lê Văn Vân vội bước tới đỡ lấy cô ta. Trong đại sảnh, vẻ mặt của những người khác đều lộ ra vẻ phấn khích. Đối với gia tộc nhà họ Hoàng và Ngân hàng Tân Hải, ông cụ Hoàng có vai trò rất quan trọng. Bây giờ ông đã tỉnh lại, điều này khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhóm, như chút được một gánh nặng trong lòng. Bây giờ ông cụ đã tỉnh, nhưng e là vẫn còn một số chuyện phải tính toán rõ ràng. Lê Văn Vân liếm môi, sau đó bất thình lình đưa mắt sang nhìn Hầu Diệu Trần. Cổ hầu diệu trần hơi rụt lại. Lê Văn Vân cười khẩy, hỏi, là ai mời hầu diệu trần đến đây? Nét mặt hoàng trí hơi thay đổi, sắc mặt không dễ coi cho lắm, nhìn sang hoàng thiên tướng. Hoàng thiên tướng khẽ biến sắc, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh đáp, ông hầu là bác sĩ giỏi nhất yên kinh, tôi đi mới ông ấy đến đây đấy, thì sao nào? Lê Văn Vân cười nhạt, nhìn hầu diệu trần, nói, lão già này. Lê Văn Vân, đúng lúc này, một giọng nói hơi yếu ớt vang lên từ phía sau lê văn vân quay đầu lại nhìn thấy hoàng tông thực đang bước ra cửa dưới sự dìu đỡ của phạm nhược tuyết và lý tiểu u lê văn vân khẽ cau mày khi nhìn thấy ông ta hoàng tông thực vẫn còn hơi yếu nhưng ông ta vẫn nhờ phạm nhược tuyết đỡ mình ra ngoài ông ta ngẩng đầu lên nhìn hầu diệu trần nói ông đi đi hầu diệu trần sửng sốt dường như ông ta không ngờ hoàng tông thực sẽ thả mình đi trong lòng lê văn vân khẽ động anh đã đoán được đại khái suy nghĩ của Hoàng Tông Thực. Rõ ràng là chuyện này có thể có liên quan đến người trong nội bộ nhà họ Hoàng, liên quan đến sự đấu đá trong một gia tộc lớn. Tất nhiên, đây là chuyện của gia đình Hoàng Tông Thực. Nếu bản thân Hoàng Tông Thực đã muốn che giấu và không truy cứu nữa thì Lê Văn Vân cũng không tiện nói gì thêm. Anh chỉ khẽ lắc đầu và không nói thêm câu nào nữa. Y thuật của cô gái trẻ này rất cao siêu, là tôi đã quá hàm hồ, nhưng vẫn hy vọng có cơ hội trao đổi về y thuật cùng cô. Hầu Diệu Trần chắp tay nói với Phạm Nhược Tuyết. Phạm Nhược Tuyết ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn ông ta rồi đáp, loại người như ông không có đủ tư cách để bàn về y thuật với tôi. Một người không có y đức cũng tự nhận mình là bác sĩ ư? Sắc mặt Hầu Diệu Trần hết xanh lại đỏ, sau đó ông ta quay người nói với hai đệ tử của mình, chúng ta đi. Đợi đến khi ba người họ đã rời đi, Hoàng Tông thực cũng nói với những người khác, các con cũng về cả đi ông đã không còn nguy hiểm gì nữa, chỉ hơi mệt một chút nên muốn nghỉ ngơi. người nhà họ Hoàng cũng dần dần tản ra. sau khi mọi người đã rời đi hết, Phạm Nhược Tuyết đỡ Hoàng Tông Thực ngồi xuống ghế sofa. Hoàng Tông Thực liếc nhìn Hoàng Hân và Hoàng Gia Gia rồi nói: hai cháu cũng lui xuống đi. ông có mấy lời muốn nói với Lê Văn Vân. Vâng thưa ông nội, ông nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. À. Hoàng Hân vội nói: đợi đến khi Hoàng Hân và Hoàng Gia Gia cũng đã rời đi. Hoàng Tông Thực mới nở một nụ cười khổ, nhìn Lê Văn Vân hỏi, có phải là cậu rất tò mò về chuyện tại sao tôi không vạch trần chuyện đó, đúng không? chương 430, là Lưu Giai. Hoàng Thi Kỳ bĩu môi nói, nhưng như vậy thì hời cho lão già kia quá, lần trước là hứa giang, lần này là ông ta. Hay là, ông Hoàng à, để tôi giúp ông đánh cho lão già hầu rượu trần kia một trận nhé. Hoàng Tông Thực bật cười, ông Hiền từ nhìn Hoàng Thị Kỳ, nói, không cần đâu, nếu hoàn toàn trở mặt với Hầu Diệu Trần cũng không có lợi. Ông ta là bậc thầy về y dược, phần lớn người dân ở Yên Kinh đều đã từng nợ ân huệ của ông ta, sẽ nể mặt ông ta vài phần. Khách hàng chính của ngân hàng Tân Hải chúng tôi cũng đến từ tầng lớp người giàu có này. Dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, coi như nhịn ông ta một lần đi. Nói xong, Hoàng Tông thực lại chuyển chủ đề, tôi thật sự rất biết ơn mọi người, mọi người lại cứu tôi thêm một lần nữa. Lê Văn Vân xua tay nói, ông không cần nói những lời khách sáo đó. Chúng tôi cũng rất kính trọng ông, ông đối đãi với chúng tôi như con cái trong nhà, có việc gì cần nhờ đến thì chúng tôi giúp cũng là điều đương nhiên. Phạm Nhược Tuyết nhíu mày, nói ông cụ Hoàng, sau này ông đừng uống bừa bãi các loại thuốc khác, khoảng thời gian gần đây tôi sẽ ở lại yên kinh, tôi sẽ thường xuyên đến khám và kê thuốc cho ông. Đến lúc đó ông cử người mà ông tín nhiệm trong nhà đi mua là được. Vậy phải phiền bác sĩ Phạm rồi. Hoàng Tông Thực ngồi trên sofa, chắp tay nói. Phạm Nhược Tuyết gật đầu đáp, được rồi, ông cũng không nên tiếp tục nói chuyện nữa. Chúng tôi sẽ đưa ông vào đi ngủ, phải nghỉ ngơi cho tốt vài ngày mới ổn, tuổi tác của ông đã cao, không nên quá lao lực. Đúng thực là Hoàng Tông Thực đã rất mệt mỏi, cơ thể cũng rất yếu. Ông gật đầu, đồng ý với ý kiến của Phạm Nhược Tuyết. Bọn họ lại dìu Hoàng Tông Thực vào phòng, sau khi đỡ nằm xuống, họ lại thở dài thườn thượt và bước ra khỏi đại sảnh hoàng gia gia và những người khác đang đợi ở bên ngoài thấy lê văn vân và ba cô gái kia bước ra hoàng hân vội vàng hỏi ông nội tôi đâu ông ấy ngủ rồi phạm nhược viết liếc nhìn đám người nhà họ hoàng hờ hững nói tạm thời sức khỏe ông cụ đã không còn gì nguy hiểm nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian tuổi tác của ông ấy không chịu được nhiều giày vò và đả kích đầu tôi không có hứng thú với chuyện đấu đá trong nội bộ gia tộc các người nhưng các người đấu với nhau thôi đừng làm liên lụy đến ông cụ thực ra lúc người nhà họ hoàng thấy khi nãy lê văn vân nhằm vào hầu diệu trần như vậy bọn họ đã hiểu sơ sơ chuyện gì đang xảy ra rồi hoàng trí thở dài hoàng gia gia vô cùng tức giận định xông ra ngoài em muốn làm gì hoàng hân hỏi em muốn đi đốt nhà chú hai hoàng gia gia mắng vớ vẩn hoàng trí khẽ mắng ông nội con để bọn họ đi là vì không muốn làm lớn chuyện lên đấy Mẹ kiếp, hoàng gia gia nghẹn uất. Lê Văn Vân xoa mũi nói, đây là chuyện của nhà các người, tôi sẽ không can dự vào, cũng không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước đây. Hoàng Hân vội vàng cảm tạ, lần này thật sự cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người, chúng tôi thật sự không biết phải làm sao. Lê Văn Vân và ba cô gái lắc đầu, bảo bọn họ đừng quá bận lòng. Bước ra khỏi nhà họ Hoàng, ba cô gái đều nhìn về phía Lê Văn Vân. Anh xoa mũi Nói, ba người đừng nhìn anh như vậy. Ông cụ Hoàng bỏ qua cho Hầu Diệu Trần vì muốn gia đình được êm ấm, hòa thuận. Nhưng em nghĩ hẳn là anh sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh nói, từ lúc ông cụ Hoàng quen biết chúng ta đến nay, ông ấy luôn đối xử tốt với chúng ta, anh định làm thế nào? Nhưng dù sao thì hôm nay chúng ta cũng không thể ra tay được. Hôm nay mà ra tay, Hầu Diệu Trần sẽ nghĩ là ông cụ Hoàng làm đây không phải là điều mà ông ấy muốn thấy lê văn vân đáp hoàng thi kỳ hư lạnh nhưng cô ta cũng đồng ý với suy nghĩ của lê văn vân cô ta nhìn phạm nhược tuyết hỏi bác sĩ phạm cô vẫn muốn đi trực đêm ư với tình trạng hiện giờ của tôi thì e là không thể ra ngoài được phạm nhược tuyết lắc đầu nói về nhà đi lê văn vân gật đầu sau khi lên xe bọn họ liền lái xe về nhà lê văn vân ngồi ở ghế phụ lái nhìn ra ngoài cửa sổ trên đường đi anh nhìn thấy ở một nơi cách đó không xa có một chiếc xe đang đậu ở đó có một người phụ nữ đeo kính đen và khẩu trang đang đứng bên cạnh hai ba người đàn ông đang vây xung quanh cô ta tựa như đang nói chuyện gì đó là lưu giai trong lòng lê văn vân hơi chấn động tiểu u tấp xe vào lề đường một lúc lê văn vân nói lý tiểu yêu lái xe tấp vào lề đường hỏi có chuyện gì vậy tôi nhìn thấy một người quen ba người cứ về trước đi tôi nói chuyện với người đó một lúc sẽ tự bắt xe về. Lê Văn Vân nói. Phạm Nhược Tuyết khẽ cười, nhìn về phía cách đó không xa, sau đó nói với Lý Tiểu U, cứ kệ anh ấy, cô lái xe đi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 431, chỉ dựa vào anh thôi ư. Lưu dài cắn răng, nói, được, tôi sẽ đi xin lỗi cô ta. Lê Văn Vân nhìn Lưu Giai, trong lòng hơi sao động. Quả thực, nửa đêm nửa hôm, cô ta một thân con gái đối mặt với chuyện như này không chấp nhận cúi đầu chịu thiệt thì còn có thể làm gì lưu giai đã bước đến trước đầu xe đúng lúc này cửa kính xe được hạ xuống tần tuyết nhi ngồi ở trong xe nhìn ra ngoài cười nửa miệng nói ôi chao chị gái à lần trước lúc ở lâm hải không phải chỉ có lê văn vân chống lưng cho mình sao tập đoàn hãn vũ chấm dứt hợp đồng với tôi rồi ký với chị kết quả bây giờ thì sao chẳng qua chị cũng chỉ là một nữ phụ thôi ở Yên Kinh, anh ta vẫn có thể giúp được chị ư. Lưu Giai mím môi nói, Tuyết Nhi, chuyện lần trước đều là. Chị xin lỗi như vậy là tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đó đâu. Tần Tuyết Nhi đeo kính đen, đôi môi đỏ mỏng hơi nhếch lên. Vậy, cô muốn thế nào? Giọng Lưu Giai đã như sắp khóc. Xin lỗi ấy à, xin lỗi chân thành nhất là phải quỳ xuống mới được. Đúng lúc này, một người trong ba người đàn ông ở đằng sau cất giọng cợt nhả, lưu giai nhìn tần tuyết nhi khóe miệng cô ta đang nhếch lên như cười mỉa mai coi như ngầm tán thành câu nói của người kia sắc mặt lưu giai hơi thay đổi sau đó cô ấy mím môi cắn răng rồi cúi người định quỳ xuống đất đừng quỳ đúng lúc này giọng lê văn vân vang lên tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra lê văn vân từ từ bước ra khỏi bóng tối lê văn vân sao anh lại ở đây nhìn thấy lê văn vân lưu giai không khỏi có chút mừng rỡ vội hỏi lê văn vân mỉm cười với cô ấy sau đó nhìn tần tuyết nhi ngồi ở trong xe tân tuyết nhi vô thức rụt cổ lại nụ cười trên khóe miệng cũng lập tức biến mất đúng vậy tân tuyết nhi không bao giờ có thể ngờ rằng lê văn vân lại xuất hiện ở đây đây là yên kinh lại ở trên đường lớn sao cô ta có thể nghĩ mình lại gặp chuyện như này anh chính là lê văn vân ư người thanh niên đứng bên cạnh cười nửa miệng bước tới nói với lê văn vân xin tự giới thiệu một chút tôi là tả quân người thứ kế thứ nhất của nhà họ tạ ở Yên Kinh. Lê Văn Vân ngước mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt đáp chưa nghe thấy bao giờ. Đầu tiên tạ quân hơi sửng sốt, sau đó anh ta lạnh lùng nói, đồ nhà quê, ở Yên Kinh. Mặc dù nhà họ tạ chúng tôi không thể so được với những gia tộc hàng đầu như nhà họ Hoàng, nhà họ Vương, nhưng cũng hơn nhiều so với nhà họ Lê các người ở Lâm Hải. Tôi nói như vậy, anh đã hiểu chưa? Chẳng liên quan gì đến tôi. Lê Văn Vân liếc mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn Tần Tuyết Nhi, nói, người phụ nữ như có đúng là thú vị thật đấy, xem ra lần trước bài học tôi dành cho cô vẫn chưa đủ nhỉ. Bây giờ cô ấy là phụ nữ của tôi, anh động vào được cô ấy ư. Tạ quân cười khẩy, trước đây cô ta còn là người phụ nữ của Hoàng Gia Gia, trước Hoàng Gia Gia, có thể cô ta còn là người phụ nữ của những người khác nữa. Lê Văn Vân cười nửa miệng, nhìn tạ quân nói, người phụ nữ này của anh đắt hàng thật đấy. Anh, tạ quân lập tức nổi khùng, lê văn vân khẽ cười sau đó anh đỡ lưu giai dậy hờ hững nói chúng ta đi sau này gặp loại phụ nữ bạch liên hoa trước mặt một đằng sau một nẻo như này thì dù cô ta có làm gì cũng không đáng để cô phải quỳ xuống vì cô ta lưu giai gật đầu sau đó lê văn vân quay đầu lại nhìn tân tuyết nhi nói tân tuyết nhi trên đời này có rất nhiều người sống rất khổ cực bọn họ phải làm việc chăm chỉ và vất vả để nuôi gia đình họ thậm chí còn bị gia đình người thân bạn bè ghét bỏ còn loại bạch liên hoa như cô ưỡn ẹo ngúng ngẩy vài cái là có thể sống tốt hơn rất nhiều người nhưng cô lại đánh đổi thân thể của mình để có được tiền bạc và quyền lực sau đó đi ức hiếp chèn ép những người khác loại người như cô lê văn vân lạnh lùng nói lần trước tôi nể mặt hoàng gia gia anh ta nói anh ta chỉ hủy hợp đồng với cô chứ không phong sát cô vậy thì chúng ta cứ chờ xem cô tìm được người đàn ông này xem anh ta có thể bảo vệ cô được bao lâu sắc mặt tần tuyết nhi đột nhiên thay đổi lê văn vân anh định làm gì lê văn vân cười khẩy một tiếng nhìn cô ta nói tôi không biết giữa cô và lưu giai có mâu thuẫn gì tôi chỉ thấy cô đang ỉ mạnh hiếp yếu hãy nhớ kỹ những lời tôi vừa nói không phải cô vừa muốn lưu giai quỳ xuống xin lỗi mình sao cho đến trước khi cô quỳ xuống trước mặt lưu giai tôi sẽ dốc hết sức để đấu với cô đến cùng tạ quân cười mỉa mai chỉ dựa vào anh thôi ư đúng vậy Tôi có thể làm được điều đó, Lê Văn Vân hờ hững nói, Lưu Giai, chúng ta đi. Sau đó, anh nói với Lưu Giai. Lê Văn Vân đi đến bên đường lớn, chặn một chiếc xe taxi. chương 432, các người làm gì đấy? Lê Văn Vân nhíu mày, anh nhìn Lưu Giai, vẻ mặt hơi thay đổi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Nếu đã quen biết nhau thì cũng coi như là có duyên với nhau, lần này tôi lại tình cờ gặp được cô ở đây, nếu cô có gì ấm ức thì cứ nói với tôi nếu tôi có thể giúp được tôi nhất định sẽ dốc hết sức để giúp cô một lúc sau tâm trạng của lưu giai mới ổn định trở lại cô ấy tháo kính dâm xuống nhưng vẫn đeo khẩu trang lau vệt nước trên khóe mắt rồi nhìn lê văn vân nói lúc trước tập đoàn hãn vũ có gọi điện cho tôi đề nghị tôi tham gia một bộ phim điện ảnh do họ đầu tư lê văn vân biết chuyện này lưu giai cười khổ nói tiếp đã mấy năm liền tôi không tham gia diễn xuất cũng không xuất hiện trước công chúng vì thế tôi đã đồng ý nhưng mọi chuyện cũng rất thuận lợi đạo diễn cũng khá được nói đến đây cô ấy lại thở dài một tiếng hôm nay phó đạo diễn của phim trường gọi điện cho tôi bảo tôi đến khách sạn vì trong kịch bản có một vài vấn đề muốn thảo luận với tôi xem nên cắt bớt hay cho thêm phân cảnh nào thế là tôi liền đến đó mới đầu đúng là chúng tôi có bàn bạc chuyên về kịch bản sau khi thảo luận được hai tiếng phó đạo diễn bảo những người khác rời đi, tôi vốn cũng định đi theo họ, nhưng phó đạo diễn. Ông ta lại không cho tôi đi, ông ta. Nói đến đây, viền mắt lưu dai lại đỏ lên. Nét mặt Lê Văn Vân trở nên lạnh bằng, ông ta chọc ghẹo cô ư. Không, tôi dùng cái gạt tàn đập vào đầu ông ta, sau đó vừa chạy ra khỏi khách sạn chưa được bao lâu liền đụng phải Tần Tuyết Nhi. Lưu Giai nói, chuyện của tay phó đạo diễn tối hôm nay do tả quân sắp xếp, anh ta muốn chụp những bức ảnh tôi dùng quy tắc ngầm với phó đạo diễn, sau đó tung lên mạng, triệt để hủy hoại thanh danh của tôi. Lê Văn Vân sững sờ, anh không ngờ giới giải trí lại thổi nát đến như vậy. Tay phó đạo diễn đó tên là gì? Lê Văn Vân trầm giọng hỏi. Lưu Giai mím môi, đáp anh có thể cứu tôi là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi, tôi không thể gây thêm phiền phức cho anh được. Bộ phim này do tập đoàn Hán Vũ đầu tư, tôi ở Hán Vũ cũng có một chút tiếng nói, Sa thải một phó đạo diễn không phải là chuyện gì khó khăn. Cô cứ nói một tiếng với tôi là được." Lê Văn Vân nhàn nhạt đáp. Ông ta tên Thẩm Bao Lưu Giai nói, trong mắt hiện lên một chút oán hận. Lê Văn Vân xoa mũi, sau đó trầm giọng đáp, "Thẩm ba ư? Được, tôi biết rồi. Lê Văn Vân, tôi thật sự không biết cảm ơn anh thế nào cho phải." Dưới lớp khẩu trang, Lưu Giai khẽ mím môi lại. "Tôi chỉ giúp một ít sức lực mà thôi." Lê Văn Vân cười nói, cô không cần phải bận tâm đâu. Khoảng 20 phút sau, bọn họ thuận lợi đến cổng một tiểu khu. Sau khi xuống xe, mặt lưu dai đỏ lên, nói với Lê Văn Vân, hay là anh vào nhà tôi uống nước đã. Hả, trái tim Lê Văn Vân khẽ sao động. Mặt lưu dai càng đỏ hơn, rõ ràng là cô ấy đang có ẩn ý gì đó. Nhìn cô ấy như vậy, trong lòng Lê Văn Vân cũng có một chút bối rối. Nhưng, trong nhà vẫn còn có người, nếu anh về quá muộn, không biết Phạm Nhược Tuyết sẽ cào nhào anh thế nào nữa. Anh dứt khoát đáp, ờm, um, tôi còn có việc bận nên không lên đâu. Nói rồi, anh nói với tài xế, lái xe đi. Chiếc xe lăn bánh, nhìn chiếc xe dần khuất giặc, lưu dai mím môi nghĩ, cũng phải, một người có bản lĩnh lớn như anh làm sao có thể thích tôi được. Lúc Lê Văn Vân về đến nhà đã là một giờ sáng. Ba cô gái kia đã ngủ say, Lê Văn Vân khẽ khàng tắm rửa sau đó nằm lên ghế sofa. Trong đầu anh bắt đầu sắp xếp lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Tất nhiên, chuyện anh quan tâm nhất vẫn là sự an toàn của Vương Giai Kỳ và chuyện bên Hồng Nguyệt. Về phần đem, nếu muốn báo thù, anh phải trở nên mạnh hơn. Trong thế giới ngầm, Lê Văn Vân là người có thể khiến người ta nghe danh mà sợ đó là bởi vì những lão già đó rất hiếm khi ra ngoài hoạt động. Perrin Dempsey là tinh diệu đời đầu nên khá mạnh. Nhà họ Hoàng và nhà họ Quách đều đã bị Hồng Nguyệt nhắm tới, trong tay bọn họ hẳn là có loại xương cốt kỳ dị đó, Lê Văn Vân nghĩ ngợi, ngày mai phải đi hỏi mới được. Cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng Lê Văn Vân cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Chương 433 Xương cốt, cậu chắc không? Không có, Phạm Nhược Tuyết nói một cách nhàn nhạt, nhạt, hôm qua em đã dùng linh môn thập tam châm, cần tốn ít thời gian để tịnh dưỡng, đã nói với bên phó Vũ rồi, tạm thời không phối hợp với anh ta gác đêm nữa. Lê Văn Vân gật đầu, đúng rồi, chuyện của Vương Gia Kỳ còn phải kéo dài đến bao lâu nữa? Bây giờ chúng ta vẫn đang dò la hành tung của Lâm Thiếu Hoa, giải quyết xong chuyện của Lâm Thiếu Hoa thì việc này cũng sắp tới hồi kết rồi, chỉ là bây giờ không thám thính rõ được người tên Giản Hưng này mà thôi." Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân thở dài một hơi, thôi chịu vậy, vậy mọi người xem TV đi, anh ra ngoài dạo một tí. Lại hẹn em nào đúng không? Lý Tiểu U cong cớn nói: "Tiểu U, cô đừng có nói bậy, mọi người đều biết là trong lòng tôi chỉ có một mình bác sĩ Phạm thôi mà." Lê Văn Vân vội nói. Phạm Nhược Tuyết lập tức ném một cái gối về phía Lê Văn Vân, hừ một tiếng cút. Lê Văn Vân cười khổ, sờ mũi rồi lại đi về hướng cửa. Ra khỏi cửa, anh móc điện thoại ra, đánh một cuộc cho Lôi Bần. Rất nhanh đã có người bắt máy, Lôi Bần cười phớ lớ hỏi: "Sao thế?" muốn tìm hiểu một chút tình hình của Lâm Hải đúng không? Để tôi nói cậu nghe, bây giờ nhà họ Lê sắp vang tới nơi rồi, tuy rằng không đến mức chết những tài sản đã giảm đi đáng kể, dậu đổ thì bìm leo, bây giờ rất nhiều người đều đang chèn ép thị trường của họ, nhà họ vư mấy hôm trước cầm cự không nổi, phá sản rồi, cái tên vư tường với mẹ anh ta đã vượt biên chạy trốn luôn. Lê Văn Vân Ú ớ đáp, không phải việc này, tôi gọi cho ông là có chuyện muốn nói với ông, phim điện ảnh mà các ông đầu tư lúc trước cũng chính là phim điện ảnh của Lưu Giai ấy. Tôi biết, tôi làm theo dặn dò của cậu để bên đó cho cô ấy vai nữ phụ, sao thế? Cô gái đó cũng là người yêu cậu à? Muốn giúp cô ấy thành nữ chính à? Lôi bân hỏi. Cút, Lê Văn Vân cạn lời, không phải, trong đoàn phim của họ có một phó đạo diễn tên Thẩm Ba, tên đấy hôm qua dám dở trò quy tắc ngầm với Lưu Giai đấy, ông xử lý đi. Hắn ta dám động tới người phụ nữ của cậu cơ à, Tôi sẽ khiến cho hắn ta không ngóc đầu lên được trong cái giới này." Lôi Bán cười khẩy, "Yên tâm đi, giao cho tôi làm là được." Sau khi cúp máy, Lê Văn Vân lại gọi cho Hoàng Gia Gia, rất nhanh lại có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng hỏi của Hoàng Gia Gia, "Anh Vân, anh chịu gọi cho em rồi đấy ư?" Bên kia điện thoại hơi ồn ào. "Nhóc con, gan cậu lớn đấy chứ." Lê Văn Vân nói, "Sức khỏe ông nội cậu mới tốt lên hôm qua thôi, hôm nay cậu lại chạy đi chơi rồi." Ưới, hoàng gia gia vội đáp, không có, em đang bàn chuyện làm ăn với bạn, đang định đầu tư một bộ phim điện ảnh mà. Lê Văn vận tin mới lạ đấy, anh chề môi nói, cậu còn nhớ Tần Tuyết Nhi không? Nhớ chứ, hoàng gia gia hỏi, sao thế? Cô ta bây giờ đang đi theo một người tên tạ quân. Tôi muốn cầm sóng cô ta, cậu làm được không? Lê Văn Vân hỏi. Cấm sóng á, anh Vân, ít nhiều gì em cũng từng ân ái với cô ta. Hoàng gia ra nói đến đây lại mắng một câu, bà nội nó chứ, sao cô ta ở với lấy thằng nhóc tả quân kia nhanh thế? Cậu quen biết à? Lê Văn Vân hỏi. Sao mà không biết được, trước mặt bốn cậu chủ yên kinh, à không, năm cậu chủ yên kinh, thằng ôn đấy nhát như con chó vậy, nói theo kiểu quách vĩ thịnh thì là bị bọn em dượt đánh từ nhỏ đến lớn. Hoàng gia gia đắc chí nói. Hắn ta như thế nào tôi không quan tâm, nhưng tôi hy vọng người phụ nữ tên Tần Tuyết Nhi này mau chóng rất đài, loại phụ nữ này trong ngoài bất nhất quá lê văn vân nói hoàng gia ra trầm ngâm một lúc sau đó gật đầu nói được thôi nếu anh vân đã mở lời thì em sẽ phải làm tới cùng mới được chứ không nói những thứ khác ở giới giải trí thì bốn cậu chủ yên kinh bọn này vẫn có quyền thế lắm đấy nhưng mà anh đừng nói chuyện em đi chơi với chị và ông em nha hoàng gia ra lại nói không phải cậu đang bàn chuyện làm ăn ư lê văn vân sờ mũi nói đúng rồi em đang bàn chuyện làm ăn Hoàng gia ra cười, đúng rồi, anh Vân, nghe nói sòng bạc ngầm tối nay có chuyện lớn đấy, có người ở thế giới ngầm đến đánh đấm. Anh có muốn đi xem không? Người nhà máu mặt của Yên Kinh biết đến thế giới ngầm không hề là chuyện hiếm có gì, trong nhà họ thậm chí còn có không ít vệ sĩ là người của thế giới ngầm. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, người của thế giới ngầm đấu nhau. Tại sao? Hình như là vì ngoài phí xuất hiện ra thì tối nay còn có một thứ xương xương gì đấy, hình như là xương cốt gì đấy. Hoàng gia ra nói, chi tiết vụ việc thì em không rõ. Lê Văn Vân bất ngờ, xương cốt, cậu chắc không? Thì hôm qua lúc em đi, nhân viên bên đó nói vậy, có mà biết một cục xương thì có gì mà giành nhau, nhưng nghe nói lại khiến cho hai nhân vật đỉnh cấp đến tham gia thi đấu. Hoàng gia ra nói, nội tâm Lê Văn Vân hơi gợn sóng. Xong bạc ngầm yên kinh ném ra một cục xương. Lê Văn Vân cảm giác lần này không chỉ vì lợi ích đơn giản như vậy. Anh trầm ngâm nói, biết người đứng sau sòng bạc ngầm là ai không? Sao chúng em biết được? Hoàng gia gia chề môi, ông nội em còn không biết. Hình như là tam gia gì đó, trước kia là xã hội đen, sau này mở cái sòng bạc ngầm này rồi thì không lỏ mặt ra nữa. chương 434 ông cứ nằm đi. Đoàn phim mà Lưu Giai đang tham gia lúc này có không ít ô che nắng, dưới ô của nam chính và nữ chính đều có rất nhiều người đang hầu hạ họ đã là chế tác lớn nên nam chính và nữ chính đương nhiên sẽ là minh tinh đẳng cấp, bao gồm cả nam phụ, cũng là kiểu cực kỳ nổi tiếng. So ra thì Lưu Giai vốn đã im ắng mấy năm bỗng xuất hiện ở đoàn phim này rồi đóng vai nữ phụ khiến không ít người trong đoàn phim nghi hoặc. Bên cạnh Lưu Giai không có lấy một người trợ lý, cô ấy tự mình cầm đồ diễn nặng nề, ngồi một bên đợi quay phim. Ngay lúc này, một người mặc đồ đạo diễn tay cầm kịch bản bước đến bên cạnh Lưu Giai, người này chính là Thẩm Ba thấy hắn ta tới gần con người lưu dai đột nhiên co lại hư cô là hạng gì không tự biết được à còn giả vờ trinh nữ trong sáng gì với tôi thẩm ba bước đến bên cạnh lưu dai nhẹ cười khẩy sắc mặt lưu dai hơi biến động thẩm ba tiếp tục nói được cô không chịu ngủ với tôi không phải chỉ vì chê tôi già rồi hay sao không sao đâu nhìn sang bên kia đi chắc hạo nhiên phía bên kia chắc hạo nhiên chính là nam chính của bộ phim này cũng là minh tinh bậc nhất của thời đại. Anh ta bảo cô tối nay đến phòng anh ta nghiên cứu kịch bản, thẩm ba nói, đương nhiên rồi, cô có thể không đến, nhưng hậu quả của việc không đi thì cô biết rồi đó, cô biết là chắc hạo nhiên mang vốn vào đoàn phim, muốn đổi nữ phụ như cô rất dễ, cảnh phim cô đã quay. Cũng chẳng nhiều mấy, nghe xong những gì thẩm ba nói, sắc mặt lưu dai trở nên vô cùng khó coi, cô ấy chừng mắt nhìn thẩm ba rồi nói, ông nằm mơ đi ông có biết tôi được tập đoàn hãn vũ đưa đến không thẩm ba ông đừng có quá đáng cô tưởng tôi không biết làm sao mà cô có mặt ở đây à chỗ sợ lưng của cô không phải chỉ là một tên trợ lý quen của lôi bân thôi sao lôi bân sẽ nể mặt tên đó ư thẩm ba bất mãn nói cô suy nghĩ kỹ đi lần trở lại này của cô có thể tham gia vào chế tác lớn thế này thì là cơ hội rất hời đấy thẩm ba ngay lúc này một người bước đến tổng giám đốc lâm lúc thẩm ba nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt ông ta hơi bạch ra, sao ngài lại tự đến kiểm tra thế này? Tổng giám đốc Lâm là người phụ trách tập đoàn hãn vũ tại Yên Kinh. Anh ta bước sang, nhìn thẩm ba một cái, sau đó nói với người bên cạnh, chính là ông ta, kéo tới nơi không người rồi đánh một trận đi. Giọng của anh ta rất lớn, người của cả đoàn phim đều có thể nghe được. Mọi người ngây ra, tổng giám đốc Lâm bước tới trước mặt Lưu Giai, sau đó không người nói, cô Lưu, xin lỗi cô, bởi vì sự lơ là của tôi mà để cô phải chịu ấm ức thế này. Cô yên tâm, tôi sẽ chút giận thay cô, sẽ để cô vừa ý. Chúng tôi sẽ bắt ông ta đích thân quỳ xuống xin lỗi cô sau đó sa thải ông ta ngay. Mọi người ở đoàn phim hốt hoảng. Người phụ trách tập đoàn Hán Vũ ở Yên Kinh đích thân chạy đến đây xin lỗi Lưu Giai. Phía bên kia, chắc hạo nhiên đang uống cà phê bỗng hơi đổi sắc mặt, trong ánh mắt đang hướng về Lưu Giai lộ ra một nét cợt nhả. Rất nhanh, Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đằng sau. Lê Văn Vân không hề biết mình chỉ vừa mới gọi một cuộc điện thoại thôi mà hành động của Lôi Bân lại nhanh như vậy, lúc này anh đã đến trước cửa lớn nhà họ Hoàng. Liên tục đến vài lần nên người trong nhà họ Hoàng đều khá quen mặt anh, Lê Văn Vân nhanh chóng đi vào trong phòng. Tuy rằng sức khỏe Hoàng Tông thực đã tốt lên nhưng ở tuổi này của ông mà còn bị hành thế này, hơn nữa còn là liên tiếp hai lần, nhất định sẽ phải nằm trên giường một khoảng thời gian dài mới được sau khi Lê Văn Vân bước vào, Hoàng Tông thực vội vàng ngồi dậy. Ông cứ nằm đi, Lê Văn Vân nói. Ây, cơ thể già cỗi hết rồi, Hoàng Tông thực thở dài một hơi rồi nói, biết thế thì lúc còn trẻ đã tập võ theo vệ sĩ trong nhà rồi. Ông già nhà họ vương kia tập võ từ nhỏ, tuổi thì lớn hơn tôi 2 tuổi mà bây giờ vẫn phơi phới. Tiếc ghê, lúc nhỏ không chịu khổ tập võ. Đúng vậy, luyện võ là một chuyện rất đau khổ, nhất là vào lúc mới bắt đầu tập. Vậy nên anh cứ nhắc mãi chuyện này với Đỗ Tịch Tịch và Khương Vĩ. Những người có tiền như nhà họ Hoàng đây, họ không thiếu tiền, cũng sẽ mời những người ở thế giới ngầm đến làm vệ sĩ cho họ, nếu muốn học võ thì họ thiếu gì môi trường để học. Chương 435, chấp hành nhiệm vụ à. Ừm, Hoàng Tông thực sờ cầm rồi nói, cái này là báu vật truyền từ đời này sang đời khác của gia đình tôi, chỉ truyền cho người chủ nhà, bây giờ đang ở trên tay tôi đây, nhưng cho cậu rồi thì e là sẽ gặp phiền phức. Nói đến đây, khóe miệng Hoàng Tông thực kéo một nụ cười mỉm, đương nhiên rồi, nếu cậu cưới Hoàng Hân thì cậu sẽ là người nhà họ Hoàng chúng tôi, truyền cho cậu cũng được. Lê Văn Vân, ông đừng đùa nữa, Lê Văn Vân vội từ chối. Được rồi, chọc cậu một chút thôi, khúc xương này ở trên tay tôi cũng không có tác dụng gì, cậu cứu mạng tôi ba lần liên tiếp rồi, cậu kéo hộp tủ thứ hai phía bên kia ra đi. Bên trong có một cái hộp màu đỏ thấm, Hoàng Tông thực nói. Lê Văn Vân gật đầu, kéo hộp tủ ra, quả nhiên bên trong có một cái hộp màu đỏ, Lê Văn Vân mở chiếc hộp ra, bên trong có một khúc xương trong suốt như thủy tinh, khúc xương này phải to hơn nhiều so với cái trong nhà đỗ thương bắc. Hơn nữa trông như một cái sừng vậy, rất đặc biệt. Lúc Lê Văn Vân chạm vào, có một cảm giác như hòa tan vào cơ thể vậy. Là thứ này đúng không? Hoàng Tông thực dựa vào giường, hỏi anh. Lê Văn Vân gật đầu, đúng vậy. Cậu cầm đi, Hoàng Tông thực nói cảm ơn ông lê văn vân nghiêm túc cúi đầu cảm ơn ông cụ hoàng chuyện nhỏ thôi mà hoàng tông thực vẫy tay có rảnh thì đến thăm tôi nhiều hơn là được tiếc quá cậu và thị kỳ cả bác sĩ phạm nữa đều không phải người nhà họ hoàng chúng tôi lê văn vân sờ mũi nói vâng tôi hứa khoảng thời gian này chúng tôi ở yên kinh sẽ thường xuyên đến thăm ông thôi chấp hành nhiệm vụ à có nguy hiểm không hoàng tông thực hỏi nguy hiểm Lê Văn Vân cười đáp lại, chấp hành nhiệm vụ thì làm gì có chuyện không nguy hiểm. Anh như một đứa nhỏ đối diện với người lớn, những lời này anh thậm chí còn không thể nói cho bố mẹ, bởi vì sợ họ sẽ lo lắng, họ cũng không biết đến sự tồn tại của người gác đêm. Trước mặt Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ Anh cũng không nói được. Ở một mức độ nào đó mà nói thì Lê Văn Vân chính là trụ cột tinh thần của họ, mặc dù ba năm đã trôi qua những điều này vẫn chưa hề thay đổi. Vậy nên những chuyện này có thể nói được với Hoàng Tông Thực thì cũng đã không tệ lắm rồi. Anh ăn cơm trưa tại nhà Hoàng Tông Thực, trò chuyện hết mấy tiếng đồng hồ mới mang thứ kia về lại nhà. Gửi địa chỉ của mình cho Hoàng gia gia xong anh lại nói chuyện hết một lúc lâu với Đỗ Tịch Tịch trên WeChat. Đỗ Tịch Tịch cuối cùng vẫn quyết định gia nhập người gác đêm, cô ấy vốn được đưa đến trụ sở của người gác đêm, cô ấy muốn gia nhập thì Lê Văn Vân cũng không ngăn được. Đỗ Thương Bắc cũng có ý muốn Đỗ Tịch Tịch gia nhập tổ chức lê văn vân có hơi bất lực và không đành lòng anh cảm thấy đỗ tịch tịch vốn có thể sống rất tốt không nhất thiết phải mạo hiểm thế này đặc biệt là sau nụ hôn với đỗ tịch tịch nhưng không có cách nào anh không tài nào ngăn cản về đến nhà ba người phạm nhược tuyết đều đang xem tv chào hỏi ba người một tiếng xong lê văn vân bàn ngồi vào một góc khúc xương trong tay anh tan vào cơ thể lê văn vân khi anh bắt đầu không kiểm soát nó nữa anh lại đột phá lần nữa rồi siêu cấp Bề ngoài thì đã ở trên cấp bậc đỉnh cấp, nhưng trên siêu cấp thì vẫn còn thiếu vài phần, chỉ là không có rạch ra danh giới rõ ràng. Anh lại đột phá à? Tìm được khúc xương kỳ lạ đó rồi à? Hoàng Thi Kỳ nghi ngờ mà hỏi Lê Văn Vân. Ừ, Lê Văn Vân gật đầu, tối nay tôi cũng tìm cho cô một mẫu, giúp cô nhanh chóng đột phá đến siêu cấp. Hai mắt Hoàng Thi Kỳ sáng rõ, trên thực tế, Hoàng thị Kỳ vẫn luôn rất thuận buồm xuôi gió, chỉ là sau khi đến đỉnh cấp, cô ta bỗng bị khựng lại, ở giai đoạn này cô ta đã bị kẹt rất nhiều năm rồi. Ở nhà đến khoảng hơn 7 giờ, anh nhận được điện thoại của Hoàng Gia Gia, Lê Văn Vân cũng không chậm chế gì mà xuống lầu, để Hoàng Gia Gia lái xe đưa đến sòng bạc ngầm. Lần này, anh không đi chung với Hoàng Thị Kỳ nữa, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Gia Gia, hai người vẫn có thể thuận lợi bước vào sòng bạc ngầm. Đồng thời, trong phòng tổng thống của khách sạn nào đó ở Yên Kinh, một người đang ngồi trước màn hình máy vi tính, anh ta nhìn màn hình sau đó hơi nhếch mép cười, tam gia, người ông cần tìm xuất hiện rồi đây. Ô, phòng trong của căn phòng, một giọng nói vang lên, vậy thì chuẩn bị đi, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Lê Văn Vân và Hoàng Gia Gia bước vào sòng bạc ngầm xong, Hoàng Gia Gia ho khan một tiếng, ẩm thì, cuộc đấu bắt đầu hơi muộn, chúng ta đi dạo vòng trước đi. Thi đấu bắt đầu lúc 12 giờ đêm, lúc này chỉ mới hơn 8 giờ. Khủ khủ, có muốn đi cùng bọn này vào khu ba chơi không? Mấy em gái ở đây vừa lanh lợi, body vừa đẹp nữa." Hoàng Gia Gia biến thái nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 436, đỉnh cấp. Lê Văn Vân dạo bừa một vòng ở tầng dưới khoảng nửa tiếng, không khỏi cảm thán rằng chỉ mới dạo một vòng ở dưới thôi mà cũng thấy nhiều chuyện thú vị, cả quá trình không quá tẻ. Nhạt. "Anh Lê, ngay lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Lê Văn Vân. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện một người mặc đồ của phục vụ trong sòng bạc, đang hành lễ với anh, anh Lê, có quý ngài tìm anh. Ai cơ, Lê Văn Vân hỏi. Anh đi theo tôi thì sẽ biết, người phục vụ trả lời khách sáo. Phải cho tôi biết đó là ai, hoặc là người đó tự đến tìm tôi, Lê Văn Vân hô tay. Người phục vụ ngơ ngác, đồng thời trong tai nghe của anh ta vang lên một giọng cười, có cá tính đấy, nói cho anh ta biết đi. Vừa lúc Lê Văn Vân toàn bỏ đi, Người phục vụ vội nói là Tam gia tìm anh. Tam gia, người đứng sau đích thực của sòng bạc này. Kẻ bí ẩn khó dò thậm chí đến cả người gác đêm còn khoanh tay chịu trận thế mà lại chủ động chạy đến tìm mình ư. Anh không biết đối phương có ý gì. Không lẽ người này phát hiện ra mình từng là người gác đêm số không ư? Trên thực tế, anh đã luôn rất hứng thú với người được gọi là Tam gia này, người này mặc kệ là ở một thành phố bình thường như Yên Kinh hay trong thế giới ngầm thì đều là một người khá bí ẩn. Dẫn đường đi, Lê Văn Vân cười híp mắt nhìn phục vụ. Mời đi bên này, người phục vụ cười nhẹ. Lê Văn Vân đi cùng với cậu ta, đi về phía khu 3 lầu 1, trong khu 3, mọi người trong khu này không giống với những khu khác, họ trẻ trung hơn, nhiều gái xinh hơn. Lê Văn Vân được đưa vào một ba khá nhẹ nhàng, đèn trong này sáng sủa, ban này khác với mọi quán khác ở chỗ nơi này vô cùng yên tĩnh. Bên trong có không ít người đang đứng chắp tay sau lưng, họ đều mặc đồ tây, đeo kính đen, trông cũng rất gì và này nọ. Hơn nữa Lê Văn Vân cảm nhận được những người này đều có tập võ. Mời bên này, sau khi bước vào, một người mặc tẩy trang bước đến đón anh, người phục vụ ban nãy không theo vào mà chủ động lui ra. Người mặc vest chỉnh tề kia cười nói với Lê Văn Vân, anh Lê, mời bên này, Tam gia đã đợi anh lâu rồi đấy. Lê Văn Vân đi cùng với anh ta, đi sâu vào quán ba, rất nhanh, trước quầy pha chế của quán. Một bóng lưng đang đối diện với Lê Văn Vân, từ bóng lưng này suy ra thì người phụ nữ này có một thân hình gần như hoàn mỹ. Cô ta cao giáo, mặc một chiếc sườn xám màu xanh nước biển, bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp. Tam gia, người đến rồi, người đàn ông vừa nãy nói khom lưng với cô gái. Lúc này, Cô gái xinh đẹp kia xoay người lại. Động tác xoay người này khiến trong mắt Lê Văn Vân để lộ sự kinh ngạc cùng tán thưởng. Với Lê Văn Vân mà nói, anh đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, mặc kệ là Phạm Nhược Tuyết hay Đỗ Tịch Tịch, thậm chí là Nguyễn Vũ Đồng từng kết hôn 3 năm với anh đều là mỹ nữ trên cả mỹ nữ. Nhưng người phụ nữ trước mắt anh này cho anh một cảm giác khác. Trông cô ta ở khoảng 25, 26 tuổi, một thân hình vừa nóng bỏng nhưng cũng nhẹ nhàng thanh thoát không phải thanh thoát như diệp mộc, mà là kiểu thanh thoát đẹp cổ điển. Dịu dàng như con gái giang nam mà tay hay bắt gặp trên sách vở. Anh Lê, cô gái cười mỉm với Lê Văn Vân, từ lần anh đấu giá thành công thanh đao lam tinh mà tôi đưa ra thì tôi đã luôn rất muốn gặp mặt anh Lê một lần. Không ngờ đã đợi đến tận hôm nay. Lê Văn Vân hoàn hồn, anh sờ mũi rồi nói cô chính là Tam Gia. Sòng bạc ngầm này là của cô ư. Cô gái xinh đẹp che miệng cười nhẹ, thật không gì bằng. Lê Văn Vân hơi chề môi, nhìn quanh bốn phía rồi xoay người muốn rời đi. Hửm, trong phút chốc, vài người chạy đến vây quanh, chặn đường đi của Lê Văn Vân. Một người đàn ông bước ra nói, anh Lê, anh bất lịch sự quả rồi đấy. Lê Văn Vân nhớn mày nhìn người đàn ông đó một cái, hắn ta rất cao to, dáng dấp cũng phải cao đến 2 mét, nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống. Lê Văn Vân sờ mũi, lịch sự, các người nói tam ra mời tôi đến đây. Sau đó nói với tôi cô gái xinh đẹp trẻ tuổi này chính là Tam gia. Các người muốn tìm người giả mạo thì cũng nên tìm một người lớn tuổi hơn chút, tuổi của cái sòng bạc này khéo còn nhiều hơn tuổi cô gái này đấy. Ha ha, Sau Lưng, người phụ nữ che miệng cười khẽ, anh lê thú vị thật, tôi sẽ cho là anh đang khen tôi đấy, không giấu gì anh, tôi chỉ là chăm sóc mình kỹ lưỡng mà thôi. Nói xong, cô ta cầm hai ly rượu trên bàn lên, đưa một ly cho Lê Văn Vân rồi nói: tôi thấy giữa chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói lắm, gặp nhau là duyên phận, chúng ta uống một ly trước đã được không? Lê Văn Vân cười nhẹ, tử lượng của anh rất tốt, ngàn ly không say, nhưng cũng phải xem là rượu nào mới được. Anh vẫn chưa biết mục đích tam gia này tìm anh, có mà biết trong ly rượu này rốt cuộc là có bỏ gì như thuốc mê vào không? Anh đáp một cách nhàn nhạt, xin lỗi, tôi không uống rượu. Không uống rượu, cô gái xinh đẹp vẫn mang dáng vẻ nhẹ nhàng, anh Lê, anh không nể mặt tôi lắm rồi đấy. Bảo anh uống rượu thì uống rượu đi, sao mà lắm lời thế. Người đàn ông to cao vạm vỡ đó gắn lên một tiếng, cả tam gia mà còn không nể mặt. Đây là sòng bạc ngầm đấy. Lê Văn Vân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn ta một cái rồi bình tĩnh đáp, là các người mời tôi tới đây, đến rồi thì lại để một cô gái ở đây gà tôi, xem tôi là con nít lên ba ư. Còn về việc uống rượu, tôi không uống thì sao? Lê Văn Vân chừng mắt một cái, trong chốc lát, một luồng chân khí như bộc phát quanh thân anh. Bụp. Chương 437 lần này quả thật là tôi đây. Lê Văn Vân lần tìm giọng nói, ở phòng trong của quán ba, có ba người đi từ bên trong ra, dẫn đầu là một ông lão tay chống gậy, ở hai bên ông ta là một nam một nữ mặt mày lạnh tanh. Người vỗ tay chính là ông lão ấy. Tóc ông ta đã bạc trắng hết, có vẻ như đã 7, 80 tuổi, nhưng trông vẫn rất minh mẫn, mặt mũi ông ta hiền từ nhưng lại mang theo một khí chất rất mạnh mẽ. Ông ta vừa vỗ tay vừa mở miệng đáp, quả nhiên không hổ là người đã mang đạo Lam Tinh đi, tuổi trẻ mà đã đạt đến đỉnh cấp rồi. Ông ta đi thẳng đến trước mặt Lê Văn Vân, sau đó chắp tay nói với anh, tự giới thiệu một chút, tôi là Nhan Tam, yên kinh hậu đãi và người của thế giới ngầm nể nang nên gọi tôi một tiếng Tam ra. Đây là cháu gái của tôi, Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết vừa bình tĩnh lại sau cú sốc lúc nãy, hơi nghiêng người khom lưng, xem như hành một lễ với lê văn vân ồ lê văn vân sờ mũi thật xin lỗi ban đầu tôi còn có chút hứng thú tìm hiểu ông là ai thôi cũng xem như tôi thất lễ nhưng ông giả ma giả quỷ với tôi thế này bây giờ tôi lại mất hết hứng rồi hơn nữa không ai biết ông đang nói thật hay nói dối nữa cáo từ nói xong anh xoay người đi ra người đàn ông vạm vỡ lúc nãy lại chừng mắt nhìn bắt con cậu đừng có mà sắc sược vị này một tiếng, oát con, vừa nói ra, trong ánh mắt của Lê Văn Vân ánh lên tia chết chóc, một đôi mắt trừng thẳng về phía gã vạm vỡ, anh nói lại câu đó một lần nữa xem. Bị Lê Văn Vân chừng đến nỗi cứng họng, gã đàn ông giật mình bước lui lại. Viên Duệ, nói chuyện khách sáo một tí, xin lỗi nhanh lên. Nhan Tam vội nói, tôi, gã đàn ông nuốt nước bọt, sau đó cắn răng kho người với Lê Văn Vân, xin lỗi, vừa rồi là tôi không đúng thành ý vậy đủ rồi chứ. Nhan Tam nói với Lê Văn Vân, lần này quả thật là tôi đây, thật không gì bằng. Lê Văn Vân nhún vai, là thật hay không cũng không quan trọng nữa, tôi không có hứng thú với một ông già. Nói xong anh lại đi tiếp ra ngoài. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, một nam một nữ bên cạnh Nhan Tam nhanh chóng chặn anh lại, mặt họ vẫn lạnh tanh, dáng vẻ cứng nhắc như cũ. Người đàn ông mở miệng, Tam ra chưa cho phép thì anh không được ra khỏi cánh cửa này. Nhàn tàm mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay trái, người anh em này, cậu có thực lực thật đấy nhưng ở thế giới này có rất nhiều cao nhân, làm người không nên kiêu căng quá, ngạo mạn ngông cuồng không biết nghe lời cũng chẳng dễ nghe chút nào nhỉ. Tôi mời cậu đến là muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu, để cháu gái tôi ở đây cũng chỉ muốn thử lòng cậu chút thôi. Ồ, Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn ông, thú vị thật đấy, mời tôi đến rồi bày ra mấy trò vô vị này, ông lấy tư cách gì mà muốn thử tôi, tôi không muốn giao lưu với ông thì ông sử dụng biện pháp mạnh à nói xong anh quay đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng kia nếu tôi nhất quyết đi ra thì sao anh thử đi cô gái nói một cách lạnh lùng giữa những kẻ đỉnh cấp với nhau thì cũng có khoảng cách đấy lê văn vân bước một bước về trước hai người cau mày đồng thời nhìn về phía nhan tam nhan tam cười nói người anh em lê văn vân này xem ra rất tự tin đây thế các người có sát với cậu ấy một chút cũng được đừng ồn ào quá. Người đàn ông kia cười khẩy một tiếng, sự muội, anh trước hay là? Anh ta còn chưa nói xong, sắc mặt đã thay đổi, anh ta phát hiện Lê Văn Vân trong chốc lát đã đến trước mặt mình. chương 438, tất nhiên là một tương lai. Nhan Tam thầm hốt hoảng. Lê Văn Vân quả trẻ, đạt siêu cấp ở một độ tuổi trẻ như vậy, ông ta chưa thấy bao giờ. Đừng ép tôi diệt gốc cái sòng bạc chết tiệt này của ông, Lê Văn Vân vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Lê Văn Vân, Nhan Tam hừ mạnh một hơi, "Hôm nay cậu đến sòng bạc này không phải vì xương cốt sao? Tôi có thể cho cậu, đồng thời cũng cung cấp thông tin nơi chứa nó cho cậu." Lê Văn Vân dừng bước, quay đầu lại nhìn Nhan Tam. Nhan Tam thấy Lê Văn Vân dừng bước, cả người ông ta cũng từ trong khiếp đảm mà bình tĩnh lại, ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân, "Vậy nên, bây giờ có thể nói chuyện chưa?" Lê Văn Vân sờ mũi, nhìn ông ta mời bên này nhan tam bình tĩnh làm một động tác mời lê văn vân trầm ngâm một lúc rồi vẫn đi theo nhan tam vào phòng trong hết cách xương cốt đó với anh mà nói có sức hấp dẫn rất lớn đây là biện pháp giúp mình thăng cấp nhanh nhất bây giờ bước vào phòng trong nhan tam vẫy tay nói đưa cậu ta đi bệnh viện đi mọi người lui ra mọi người gật đầu sau khi họ rời đi cả căn phòng chỉ còn lại ba người nhan tam Nhan Như Tuyết và Lê Văn Vân. Được rồi, chúng ta có thể nói rồi, tại sao lại mời tôi tới đây?" Lê Văn Vân sờ mũi mình. "Trước kia lúc tôi ném Đạo Lam Tinh ra, thật ra mục đích quan trọng nhất chính là tìm một đối tượng hợp tác." Nhan Tam nói. Lê Văn Vân khẽ thay đổi sắc mặt, "Thế nếu lúc đó bị người khác giành mất thì sao? Các người không vừa lòng thì không lẽ lại giết người cướp của à?" "Không đến mức đó," Nhan Tam cười nói. Lúc đó nếu là ai đó chúng tôi không vừa ý thì người của chúng tôi sẽ trả giá cao hơn để giành lại. Chỉ là cậu đây ra tay quá cao, giành được sự chú ý của chúng tôi. Sau đó lại thấy cậu và bạn cậu giải quyết đám người hứa giang chỉ trong chớp mắt nên mới quyết định muốn hợp tác với cậu. Chỉ là sau này cậu không đến sòng bạc này nữa, chúng tôi cũng không tiện thám thính hoàng gia ra để tìm cậu, vậy nên lần này mới ném cục xương ra. Trong lòng Lê Văn Vân thấy hơi kỳ lạ, anh không ngờ chuyện đưa xương ra của sòng bạc ngầm lại là vì đối phương muốn thu hút sự chú ý của mình sao ông biết tôi có hứng thú với cục xương đó lê văn vân nheo mắt hỏi thử một lần thôi bây giờ xem ra cậu có hứng thú với nó thật nhan tam nói được thôi hợp tác kiểu gì lê văn vân hỏi nếu đã là hợp tác thì phải có thành ý chút mới được cậu lê tuổi trẻ mà đã bước vào hàng siêu cấp rồi không biết học hỏi từ ai nhan tam hỏi tôi tự học đấy, Lê Văn Vân sờ mũi rồi nói. Nhan Tam giật mình, sau đó lại cười, không muốn nói thì thôi, chuyện này cũng không khó đoán, tuổi này mà có thực lực thế này chắc cũng từng là vị người gác đêm số không đã biệt tích mới làm được. Không biết tôi nói đúng không? Lê Văn Vân cười phá lên, người gác đêm số không. Cũng là chưa gặp phải tôi thôi, gặp phải tôi thì cũng là hạng xoàng, Lời vừa nói ra làm Lê Văn Vân thấy lạ, giống như đang tự mắng mình vậy. Nhan Tam sửng sốt một lần nữa, nghe những gì Lê Văn Vân nói xong, ông ta lại không chắc chắn gì nữa. Qua một lúc, ông ta mới cười bất lực, được rồi, nếu cậu đã không chịu nói thì tôi cũng không hỏi nhiều, chúng ta bàn chuyện hợp tác đi. Tôi cho cậu tin tức của cục xương, Nhan Tam nói đến đây thì thả chậm tốc độ lại. Vậy ông muốn tôi làm gì? Lê Văn Vân hỏi. Thế ông muốn tôi làm gì? Lê Văn Vân hỏi. chương 439, không tệ lắm nhan tam cười cười cho tay vào túi sờ sờ rồi móc ra một khúc xương nhỏ bằng ngón cái khúc xương này bằng với cái của đỗ thương bắc ông đưa nó cho tôi rồi không sợ lát nữa thi đấu xong không có gì thưởng cho người ta à lê văn vân hỏi chúng tôi có hai khúc nếu cậu cũng muốn khúc còn lại thì phải trông chờ vào bản lĩnh của cậu rồi lê văn vân gật đầu nhan như tuyết cười mỉm sau đó móc điện thoại ra vậy anh lê chúng ta ép wechat đi sau này có trao đổi gì thì sẽ do tôi nói với anh. Lê Văn Vân gật đầu, sau khi ad WeChat, anh đứng dậy nói, được rồi, vậy bây giờ tôi đi được chưa? Được rồi, nhan tam cười. Lê Văn Vân đứng dậy, trên mặt anh lộ ra nét cười, chỉ vào tai mình rồi sau đó bước ra. Nhan tam ngớ ra, tiếp theo đó trên mặt ông ta cũng lộ nét cười khổ, đợi cho Lê Văn Vân đi ra xa rồi thì từ bên ngoài có một người mặc vest, đeo kính đen bước vào phòng. Tam ra, ông lão đứng dậy, khom lưng chào với người đó. Người đó tháo kính xuống, tóc bạc một nửa, trông có vẻ hơn 50 tuổi. Tam gia, e là cậu ta phát hiện tôi không phải ông mất rồi. Ông lão cười bất lực, sau đó giật giật lỗ tai, một chiếc tai nghe nhỏ bằng hạt gạo rớt ra. Không sao, hợp tác thành công rồi, tôi cũng giấu được thân phận mình là đủ rồi, mọi việc khác không quan trọng, nhan tam thực thụ cười nói. Ông nội, lúc này, Nhan Như Tuyết nói, ông không sợ anh ta chỉ muốn lấy tin tức của xương từ chúng ta thôi ư? Ông tin anh ta thật sao? Đúng vậy, người chồng có vẻ hơn 50 tuổi này được Nhan Như Tuyết gọi là ông nội. Đương nhiên là tin rồi, Nhan Tam bình tĩnh nói, lúc bắt đầu ông chỉ muốn chiêu mộ cậu ta và cô gái kia thôi, dù gì thì thực lực của hai người đều không tồi, nhưng cậu ta đã đến mức siêu cấp rồi thì tự nhiên sẽ không đời nào đồng ý lời chiêu mộ của ông đầu. Vậy nên ông mới nảy ra ý hợp tác hơn nữa với tuổi này thì cậu ta chắc chắn là người gác đêm số không đã mất thích kia người gác đêm sẽ không thất tín đầu dù gì lão già chắc nhất minh kia vì một lời hứa mà chịu nhục cả đời đấy nhưng với biểu hiện ban nãy của anh ta thì không giống người gác đêm lắm nhan như tuyết nói hơn nữa ông cũng có thể đi đàm phán với người gác đêm mà ông không muốn lộ mặt ông lộ mặt rồi thì sẽ nhan tam vẫy vẫy tay biểu thị chỉ nói tới đây nhờ mắt lại tuổi trẻ thế mà đã siêu cấp cũng muốn so chiều với cậu ta thử xem sao. Lê Văn Vân đi từ quán ba ra, khóe miệng anh nhếch lên, sau đó cất xương đi. Khúc xương này anh tính cho Hoàng Thị Kỳ, để xem Hoàng Thị Kỳ có đột phá lên tầng siêu cấp không, đến lúc đó tổ đội cũng xem như có hai người siêu cấp rồi, đây sẽ là lần đầu tiên có tình huống này của người gác đêm. Cất đồ vào, anh tiếp tục đi về phía ngoài. Đi ngang qua phòng bao của một ba, tai anh hơi động đậy, anh nghe thấy giọng của mấy người hoàng gia ra bên trong, còn kèm theo tiếng của phụ nữ và tạp nham những thứ khác. Mẹ kiếp, đảm phú nhị đại này chắc tán quá. Lê Văn Vân thầm mắng một câu. Sau đó, anh nhanh chóng vòng ra khỏi khu 3, dạo quanh một vòng tầng 1 xong anh bèn đi lên tầng 2. Tầng 2 cũng khá lớn, bên trong có đủ các loại sòng bài, có kiểu chơi lớn có kiểu chơi nhỏ. Tất nhiên, nhỏ ở đây cũng chỉ là tương đối, nơi này dù gì cũng là người giàu ở Yên Kinh mới dám đến. Lê Văn Vân dạo một vòng nhìn thấy thời gian sắp điểm 12 giờ, lúc này anh mới đi về phía tầng 3, đưa vé vào cửa rồi thuận lợi vào được tầng 3. Tầng 3 lúc này đã chật kín người. Lê Văn Vân đến đây một là vì xương, hai là vì giết người. Hoàng gia gia đã nhắc đến, xương được đưa ra để tranh giành nên lần này có không ít người trong thế giới ngầm đến tham gia, để chiếm đoạt nó, thậm chí có hai kẻ đỉnh cấp đến ghi danh. Còn thứ xương này trước kia Lê Văn Vân cũng chỉ nghe qua chứ chưa thấy, biết là có thử này thì e là chỉ có mấy lão già biết thôi. Đương nhiên, ngoài Hồng Nguyệt ra, chương 440, cô ngồi bên cạnh là được. Lê Văn Vân nhìn cô gái một cái, phát hiện cô gái trang điểm rất đậm, mặt mũi thân hình quả thật rất đẹp. Lê Văn Vân bước đến ngồi cạnh cửa sổ phòng bao, nhìn từ đây xuống vừa hay có thể nhìn thấy lôi đài một cách trọn vẹn. Sau khi anh ngồi xuống, cô gái đó đi đến ngồi cạnh Lê Văn Vân, sắc mặt cô ta hơi đỏ lên, toàn ngồi lên đùi Lê Văn Vân. Nhớ lại cảnh tượng vừa thấy lúc đi ngang phòng bạo của họ, nghĩ đến cô gái này có thể đã ở chung với Hoàng Gia Gia trong phòng bao đó, anh dựng thẳng lông gáy, vội nói cô ngồi bên cạnh là được. Hoàng Gia Gia nhìn Lê Văn Vân, cười hì hì nói, "Anh Vân, anh giả đứng đắn hay thật, yên tâm đi, đều là đàn ông cả, ra ngoài chơi bời xong em không có đi nói bậy đâu." Lê Văn Vân trề môi, thay đổi chủ đề, "Bình thường đánh đấm thế này mất bao lâu?" trước kia là khoảng 1-2 tiếng gì đó. Hoàng gia ra nói, bình thường là 8 người đối kháng, không có hạn chế thời gian, cho đến khi một người nằm xuống thì thôi. Đa phần là hỗn chiến 8 người, 8 người đánh nhau mà xem thì hay nhất, máu me quá trời. Nói đến đây, mắt anh ta sáng lên, hôm nay e là còn hấp dẫn hơn, nghe nói là người của thế giới ngầm, lại còn là dân chuyên. Nói đến đây, anh ta nhìn Lê Văn Vân, anh Vân, ông nội và chị em tôn kính anh như thế, anh cũng là người của thế giới ngầm phải không? Anh đến trình nào rồi đấy, có đạt tới đỉnh cấp chưa? Lê Văn Vân tò mò hỏi anh ta, cậu rất tò mò à? Đúng rồi, hôm nay tôi đã gặp ông cậu đây, ông ấy muốn tôi dạy cậu tập võ. Đừng, hoàng gia ra vội trồi, lúc nhỏ em có tập một tuần, mẹ kiếp, suýt thì mệt chết, em không thích hợp với đấm đá đâu, anh tha cho em đi. Lúc này, một người phụ nữ mang mặt nạ đột nhiên đi về phía lôi đài. Wow wow. Nhìn thấy người phụ nữ bước lên lôi đài, Hoàng Gia Gia không quan tâm tới Lê Văn Vân nữa, bắt đầu gào thét. Còn Lê Văn Vân vừa nhìn đã nhận ra cô gái này chính là nhan như tuyết. Lúc này sòng bạc ngầm có ba tầng đang chật ních người. Võ đài quyền anh này cũng không lớn cho lắm, hơi giống như như sân đấu thú, nhưng diện tích võ đài ở chính giữa lại cực kỳ rộng. Trên võ đài lắp đặt không ít lưới sắt, đồng thời trên lưới sắt có rất nhiều camera, hơn nữa phía trên võ đài có mấy màn hình, rõ ràng màn hình này dùng để quan sát trận đấu. Mà vị trí của mấy người Lê Văn Vân là quan sát từ trên cao nên có thể nhìn thấy rất rõ mọi thứ trên võ đài. Nhan như tuyết đeo mặt nạ, mặc theo kiểu chun ly, khoe trọn cơ thể nóng bỏng của cô ta. Chun ly, chun -Li. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 440.